3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Trung Thành nha. Mọi người ơi, nếu đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết nha. Hôm nay chúng ta đến với hai chương cuối cùng của quyển sách này rồi mọi người ơi. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Và hôm nay mình sẽ đọc hai chương cuối của quyển sách này luôn, và chương hôm nay rất là hay. Chương số 17, sắp xếp chỗ ngồi, ngồi ở đâu và tại sao? Đó, người ta phân tích coi là khi mà các bạn ngồi vào bàn á thì chúng ta nên ngồi ở vị trí nào và ngồi ở đâu là hay nhất cho cái cuộc gặp mặt đó ha. Thì ở Việt Nam chúng ta có cái câu ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Thì đây, đọc xong chương số 17 này, chúng ta sẽ biết là nên ngồi ở đâu ha. Hai, chào Phong nha, chào Phi Phi. Ok, chắc là hôm nay mọi người cũng bận rộn. Nay cuối tuần rồi, hôm nay thứ sáu rồi đúng không? Nên mình sẽ bắt đầu luôn nha. Chương số 17, sắp xếp chỗ ngồi, ngồi ở đâu và tại sao? Vị trí bạn ngồi so với người khác và cách thức hiệu quả để có được sự hợp tác từ phía họ. Ngược lại, vị trí ngồi so với bạn cũng có thể tiết lộ thái độ của họ. Trong suốt những thập niên cuối thế kỷ thứ 20, chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát với các đại biểu dự hội thảo để xác định những vị trí nào ở bàn hội thảo mà họ nghĩ là có thể tạo thái độ tích cực nhất. Bên cạnh sự tham gia của các đại biểu, chúng tôi cũng đồng thời sử dụng bảng câu hỏi khảo sát theo cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Cuộc nghiên cứu quan trọng đầu tiên về vị trí ngồi từng được nhà tâm lý học là Robert Sommer thuộc trường Đại học California thực hiện. Ông đã phân tích một nhóm sinh viên và trẻ em đại diện cho các đối tượng được nghiên cứu khi họ xuất hiện ở nơi công cộng như là trong các quán rượu, nhà hàng. Chúng tôi đã áp dụng những phát hiện của Sommer vào vị trí ngồi trong các tình huống kinh doanh và đàm phán. Bỏ qua một vài khác biệt không đáng kể giữa các nền văn hóa hay là giữa các mối quan hệ, ở đây chúng tôi sẽ tóm tắt một số vị trí ngồi phổ biến mà bạn thường gặp phải. Hết phần mở đầu rồi, để mình sửa lại cái tiêu đề của cái quyển sách này, của cái livestream, chứ cái tiêu đề nãy copy vô mà quên sửa mất tiêu. Hai, chào bạn Lý Độc Hành nha. Bài kiểm tra về vị trí ngồi tại bàn. Giả định rằng bạn là người B và bạn chuẩn bị ngồi vào một chiếc bàn hình chữ nhật cùng với người A, thì bạn sẽ chọn vị trí ngồi nào trong những tình huống sau đây? Đó. Ok, như vậy là cái hình này ha, hình trên cùng nè. Đây, đây là những cái trường hợp mà các bạn thử xem là các bạn sẽ ngồi vào vị trí nào ha. Giả định rằng bạn là người B và bạn sẽ chuẩn bị ngồi vào một chiếc bàn hình chữ nhật cùng với người A. Đây, người A là ở đây. Đó, thì bạn sẽ chọn ngồi vị trí nào trong những cái tình huống sau đây. Như vậy chúng ta là người B ha, thì cái người mà chúng ta sắp gặp mặt là người A sẽ ngồi ở một cái vị trí cố định ở trên chiếc bàn này. Như vậy trong từng trường hợp bạn sẽ ngồi ở đâu? Trường hợp đầu là bạn sẽ phỏng vấn người tìm việc ở một công ty nhỏ thân thiện. Đó, các bạn tự chọn ở trong đầu mình nha. Đó, thì cái người mà được các bạn phỏng vấn á là người A nè, thì các bạn là người đi phỏng vấn thì sẽ ngồi ở đâu? Mình sẽ nghĩ là ngồi ở B3, ngồi đối diện là tốt nhất. Bạn giúp ai đó hoàn tất trò chơi ô chữ. Đó, giúp cái người A này hoàn tất trò chơi ô chữ. Thì mình nghĩ sẽ là ở B1 này là tốt nhất ha, ngồi kế bên người A. Trường hợp bạn sẽ chơi cờ với người đó. Chơi cờ với người đó thì mình nghĩ là ngồi đối diện thì sẽ ok hơn, ngồi ở vị trí B3. Bạn đang ở trong thư viện và không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Đang ở trong thư viện thì mình sẽ ngồi xa nhất có thể ha, mình sẽ ngồi ở vị trí B4. Đó. Rồi, đây là những đáp án có xác suất trả lời cao nhất. Câu hỏi thứ nhất là bạn sẽ phỏng vấn người tìm việc ở một công ty nhỏ thân thiện. Thì người A là người được các bạn phỏng vấn nè. Đó, thì
Cái này là câu trả lời có xác suất trả lời cao nhất ha. Là bạn ngồi ở vị trí góc B1 khi tiến hành cuộc phỏng vấn. Ở vị trí này, bạn có thể nhìn rõ người A mà không có vẻ đối đầu hay là gây hấn với họ. Vị trí B3 sẽ khiến bạn trông cạnh tranh hoặc là gây hấn. Còn vị trí B2 thì lại quá thân mật. À, như vậy lúc này bạn là người đi phỏng vấn thì cái người A là người phỏng vấn ha, và các bạn là người vào để phỏng vấn thì người ta chọn nhiều nhất là vị trí B1 này, tại vì sẽ không có đối đầu với người phỏng vấn ha. Ngồi kế bên người phỏng vấn thì nó sẽ thân mật hơn. Còn ở vị trí B2 này thì quá thân mật, thì mình không biết là tại sao B2 này thì quá thân mật ha. Mà B2 thì hơi lạ, không thể nào ngồi cùng phía với người phỏng vấn được. Hơi kỳ ha. Cái câu hỏi thứ hai, cái trường hợp thứ hai là bạn giúp ai đó hoàn tất trò chơi ô chữ. Thì câu trả lời là bạn ngồi ở vị trí hợp tác B2 trong trường hợp giúp giải ô chữ, bởi đây là vị trí ngồi để giúp đỡ hoặc là tạo dựng các mối quan hệ. À, như vậy thì ngồi kế bên nè, ngồi vị trí B2 là để giúp cái người này chơi cờ là tốt nhất. Tốt nhất hay chưa thì mình chưa biết ha. Đây là những cái đáp án có xác suất trả lời cao nhất thôi. Nãy giờ sai hết hai câu các bạn. Câu hỏi thứ ba, bạn sẽ chơi cờ với người đó. Chơi cờ thì ngồi vị trí nào? Nghĩ ngồi đối diện ha. Câu trả lời là bạn chọn vị trí B3 để chơi cờ với ai đó. Đây được gọi là vị trí cạnh tranh hay phòng thủ, và là vị trí mà chúng ta chọn ngồi khi mà đấu với đối thủ, vì nó cho phép chúng ta quan sát toàn bộ gương mặt của đối thủ và những việc mà họ đang làm. Rồi, cái trường hợp thứ tư là bạn đang ở trong thư viện và không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Thì mình nghĩ là ngồi xa nhất có thể thì mình sẽ chọn B4. Cuối cùng, bạn chọn vị trí chéo B4 trong thư viện để thể hiện sự độc lập hoặc là tỏ ý không muốn bị quấy rầy. Rồi, bây giờ cuốn sách này sẽ phân tích từng cái vị trí của các góc ngồi ha. Vị trí góc B1. Vị trí góc B1 là ngồi ở kế bên cái bạn A này ha. Một góc 90 độ. Khi mà tham gia vào cuộc trò chuyện thông thường, thân mật thì hãy ngồi ở vị trí B1, vì nó cho phép người nói và người nghe nhìn nhau rõ hơn. Ngồi ở tư thế này, người nói cũng dễ dàng sử dụng nhiều điệu bộ hay là quan sát điệu bộ của người kia. Cạnh bàn sẽ trở thành một phần rào chắn khi mà một người bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Ngoài ra, vị trí này cũng tránh được việc tạo ra sự phân chia lãnh địa ở trên bàn. Đây là vị trí tốt nhất xét về mặt chiến lược. Từ đây, người B có thể phát biểu nếu giả định rằng người A là người nghe. Bằng cách dời ghế đến vị trí B1, bạn có thể làm dịu đi không khí căng thẳng và tăng cơ hội đạt được cái kết quả khả quan. Đây là cái vị trí ngồi thân mật ha. Cái cạnh bạn ở đây và hai người ngồi ở hai cái góc bàn gần nhau. Đó. Thì cái này mình muốn add thêm một xíu là vào cái yếu tố văn hóa một chút. Tại vì mình để ý đối với người, mình không biết người phương Tây thì sao, nhưng mà đối với người Việt Nam đi, châu Á mình cũng không chắc luôn, đối với người Việt Nam thì thường ai mà ngồi ở cái, nếu mà cái bàn là hình chữ nhật giống vậy nè, thì ai ngồi đầu bàn là người đó sẽ đứng một cái vị trí cao. Đó, thì đối với người Việt Nam thì mình để ý như vậy. Ai là người đầu bàn thì thường sẽ được gọi là chủ sĩ, là chầu này tôi trả, hoặc là cái gì đó, là một cái người quan trọng thì họ mới đặt vào đầu bàn. Như vậy thì cái này tùy trường hợp ha. Nếu mà cái bàn này là cái bàn hình vuông và các bạn muốn ngồi ở một vị trí thân mật á, thì mình nghĩ chọn cái B1 và cái A này thì ok. Bàn tròn thì không nói rồi, bàn tròn thì quá hợp lý rồi ha. Còn bàn hình vuông thì ok, nhưng mà bàn hình chữ nhật, mà đặc biệt cái chữ nhật nó dài quá thì tùy trường hợp mà các bạn ứng dụng ha. Thì thông thường nếu mà ngồi ở cái góc này thì nó sẽ thân mật nhất. Ở những cái cuộc trò chuyện thân mật á, trò chuyện thông thường á, thì nên ngồi ở vị trí này. Vị trí hai người ngồi ở cái góc bàn gần nhau. Vị trí hợp tác, vị trí hợp tác. Đó, vị trí hợp tác là vị trí hai người ngồi ở một mé của bàn. Khi mà hai người có chung suy nghĩ hoặc là cùng làm một việc thì họ thường ngồi ở vị trí B2. Chúng tôi phát hiện rằng 55% số người đã chọn vị trí này là vị trí ngồi mang tính hợp tác nhất trong bản câu hỏi, hay họ tự động ngồi vào vị trí này khi được yêu cầu làm việc chung với người khác.
Đây là một trong những vị trí ngồi tốt nhất để bạn trình bày vấn đề và khiến cho người khác chấp nhận nó, vì vị trí này cho phép người ta nhìn nhau rõ hơn và có cơ hội bắt chước ngôn ngữ cơ thể của nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để bạn có thể di chuyển từ vị trí này mà không làm cho người A cảm thấy lãnh thổ bị xâm phạm. Đây cũng là một vị trí thích hợp để bạn giới thiệu một người thứ ba vào cuộc đàm phán. Ví dụ, nhân viên kinh doanh đang phỏng vấn một khách hàng lần thứ hai. Người này giới thiệu với khách hàng một chuyên viên kỹ thuật. Trong trường hợp này, chiến thuật ngồi sau đây sẽ có tác dụng nhất. Đó. Chuyên viên kỹ thuật ngồi ở vị trí C đối diện với khách hàng A, còn nhân viên kinh doanh ngồi ở vị trí B2, vị trí hợp tác hoặc là vị trí B1, vị trí gốc. Điều này cho phép nhân viên kinh doanh hỗ trợ khách hàng và thay mặt cho khách hàng đặt câu hỏi với chuyên viên kỹ thuật. Vị trí này được gọi là vị trí hỗ trợ đối phương. Cái này hơi lạ ha. Có nghĩa là ở đây là người khách hàng là người A. Thì cái chuyên viên kỹ thuật á, thì ngồi thích hợp nhất là ở vị trí C, là đối diện với khách hàng A. Còn nhân viên kinh doanh á, thì ngồi ở vị trí B2, ngồi kế bên khách hàng hoặc là ngồi ở gần cái góc bàn của khách hàng ha. Cho phép là nhân viên kinh doanh hỗ trợ khách hàng tốt hơn và thay mặt khách hàng đặt câu hỏi cho nhân viên kỹ thuật. Thì cái này mình phải tùy trường hợp ha. Tại vì nếu mà quyển sách này khi mà đề cập tới nhân viên kỹ thuật á, thì mình nghĩ ngay là kỹ thuật là kiểu giúp đỡ máy tính rồi giúp đỡ những cái phần mềm hay là truy cập website này nọ. Thì không thể nào mà ngồi ở vị trí C được. Nếu mà nhân viên giúp đỡ thì phải ngồi ở vị trí B2 thì mới tiện để cho gọi là tư vấn hướng dẫn cái khách A này truy cập vào web đó như thế nào hoặc là sử dụng phần mềm nó như thế nào ha. Còn cái người kinh doanh thì sẽ ngồi ở B1 để tạo vẻ thân mật. Đó, còn cái trường hợp mà khách hàng là vị trí A nè, mà nhân viên mà ngồi người tư vấn á, nhân viên kinh doanh ngồi vị trí B1 hoặc B2 á, thì vị trí C thường là mình nghĩ là nếu mà kỹ thuật thì kiểu kỹ thuật không phải là cái kiểu kỹ thuật mà hướng dẫn tận tình như là trên máy tính, mà kiểu kỹ thuật gọi là hướng dẫn lý thuyết máy móc này nọ. Các bạn thấy sao? Các bạn nghĩ sao vị trí ngồi đó? Theo mình thì mình thấy như vậy ha. Rồi vị trí cạnh tranh và phòng thủ là vị trí B3, ngồi như thế này. Trong cách bố trí này, các bên đối mặt nhau hệt như các tay súng miền Viễn Tây. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn có thể tạo bầu không khí là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là dẫn đến việc mỗi bên sẽ giữ khư khư cái quan điểm của mình bởi cái bàn đã trở thành một rào cản vững chắc giữa hai bên. Có 56% số người được khảo sát nhận xét đây là vị trí cạnh tranh trong kinh doanh. Còn trong tình huống xã giao, ví dụ như là tại nhà hàng, 35% cho đây là vị trí trò chuyện. Khi mà hẹn hò, B3 là vị trí ngồi phổ biến nhất trong các hàng quán. Nhưng điều này chủ yếu là do nhân viên phục vụ bàn đã mời họ ngồi vào tư thế đó. Vị trí này khá hiệu quả đối với những đôi tình nhân khi mà ngồi trong nhà hàng, bởi cách ngồi đối diện cho phép họ nhìn nhau rõ hơn, đồng thời làm nổi bật những khác biệt về giới tính một cách tinh tế. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, ngồi đối diện là vị trí của những người đang tranh đua hoặc là khiển trách lẫn nhau. Người ta cũng thường ngồi vị trí này trên lãnh thổ của mình để thiết lập địa vị cao hơn hay là thấp hơn. Đó là những cái vị trí ngồi ha. Các bạn thấy sao về những vị trí này? Không biết là nó có cái yếu tố khác biệt về văn hóa không? Nhưng mà mình thấy nó hơi lạ lạ ha. Đối với mình thì đây là các vị trí ngồi trên bàn ha. Đối với mình, nếu mà người A này là một cái nếu mà ở ngoài một cái quán nhà hàng á, thì chúng ta thường là ngồi đối diện, đúng không? Thường ngồi đối diện hoặc là ngồi ở bên cạnh. Nếu mà thân thiết thì ngồi ở bên cạnh B1 và vị trí A này ha. Nếu mà thân nữa thì ngồi ở B2, hai người cùng nhìn ra ngoài, giống như ra quán cà phê, hai người cùng nhìn ra ngoài. Còn ở trong mà trường hợp mà chúng ta gọi là làm việc trong văn phòng hoặc là chúng ta đang đàm phán á, đàm phán kinh doanh á, thì nên ngồi đối diện ha, để tạo ra một cái gọi là gì ta? Kiểu một cái bầu không khí gọi là phòng thủ cạnh tranh chút á, để hai bên gọi là đang đàm phán với nhau mà. Đó.
Hi, chào Huy nha. Ok ông ơi. Huy là một người bạn của mình. Hi, chào Nguyên Hồng lần nữa nha. Chào Trần Hùng. Ok Trần Hùng ơi, chào Gió Nam. Hoàng Tuấn ơi, hai livestream nữa mình bắt đầu tặng sách nha. Phải đọc qua quyển sách mới xong rồi cái livestream thứ hai của quyển sách mới thì mình mới tặng quyển sách cũ. Rồi phần tiếp theo, tại sao một số vị sếp không được cấp dưới ưa thích? Chúng tôi phát hiện ra rằng trong môi trường kinh doanh, những người ngồi ở vị trí cạnh tranh phòng thủ thường nói những câu ngắn hơn, nhớ những gì họ đã nghe ít hơn và có khuynh hướng phản biện nhiều hơn. Vị trí cạnh tranh là vị trí đối diện á, hai người ngồi đối diện nhau á. Một cuộc thí nghiệm được AGY tiến hành trong phòng mạch của các bác sĩ cho thấy sự hiện diện của chiếc bàn có ảnh hưởng lớn đến tâm lý của bệnh nhân. Ông nhận thấy khi mà bác sĩ ngồi tại bàn làm việc thì chỉ có 10% bệnh nhân cảm thấy thoải mái, còn khi mà không có bàn thì con số này tăng lên đến 55%. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Thử nghiệm thì tên là Peace and Peace năm 1990, trong đó yêu cầu 244 nhà quản lý cấp cao và 127 nhà quản lý cấp thấp và cấp trung phác họa cách bài trí đồ đạc trong văn phòng của họ theo sở thích nếu được dời đến tòa nhà mới. Kết quả là hơn 76% các nhà quản lý cấp cao, là 185 người, đã phác họa nơi đặt bàn làm việc nằm giữa họ và các nhân viên cấp dưới. Chỉ có 50% nhà quản lý cấp cao, nhà quản lý cấp thấp á, là 64 người phác họa tương tự. Những nhà quản lý nam có xu hướng đặt bàn ở giữa họ và người khác nhiều gấp 2 lần so với các nhà quản lý nữ. Phát hiện thú vị nhất là các nhân viên sẽ cảm nhận về những nhà quản lý không đặt bàn làm việc như một rào cản. Những nhà quản lý này được các nhân viên của họ mô tả là công bằng hơn và sẵn sàng lắng nghe ý kiến mà không đưa ra lời chỉ trích. Nghĩa là nếu mà chúng ta đặt giữa vị sếp và nhân viên hai cái bàn đối mặt nhau á, họ làm họ nhìn nhau mà đối diện nhau á, thì sẽ dễ tạo ra cái bầu không khí rất là căng thẳng. Còn nếu mà đặt một cái bàn theo kiểu vuông góc như vậy, người sếp ở đây, người nhân viên ở đây, hoặc là nếu mà được thì cùng theo một hướng á, thì nó sẽ thoải mái hơn. Nếu mà người B đang tìm cách thuyết phục người A thì vị trí cạnh tranh, mình nhắc lại vị trí cạnh tranh là ngồi đối diện ha, sẽ làm giảm cơ hội đàm phán thành công. Trừ phi người B cố ý ngồi đối diện theo một chiến thuật đã định trước. Ví dụ, khi mà nhà quản lý A muốn khiển trách nhân viên B thì vị trí cạnh tranh có thể làm tăng thêm sức cảnh cáo. Hoặc là nếu muốn nâng cao vị thế người A thì B có thể cố ý ngồi đối diện với người A. Bất kể bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, nếu công việc có liên quan đến việc giao tiếp với đối phương và phương châm của bạn thì phải luôn hiểu quan điểm của đối phương, làm cho họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào việc làm ăn với bạn thì vị trí cạnh tranh sẽ không đưa đến kết quả đó. Lúc này, vị trí gốc và vị trí hợp tác hiệu quả hơn nhiều. Khi mà ngồi vào vị trí cạnh tranh, các cuộc trò chuyện sẽ ngắn hơn và sẽ thẳng thắn hơn. Đó là vị trí cạnh tranh ha. Rồi, tới cái vị trí thứ tư là vị trí độc lập, không ai quen biết ai ha, không ai liên hệ với ai hết. Đó, vị trí độc lập. Hai người, mỗi người một góc bàn, không liên quan tới nhau. Người ta ngồi ở vị trí này khi không muốn giao thiệp với nhau. Người lạ ở nơi công cộng như là thư viện, ghế đá công viên hoặc là nhà hàng thường ngồi ở vị trí này. Đây là vị trí để cho chúng ta thể hiện quan điểm hoàn toàn đối nghịch nhau. 42% người được khảo sát cho rằng thông điệp được chuyển tải trong vị trí này là thái độ thờ ơ hoặc là thù địch, nên tránh vị trí này khi bạn muốn bàn luận cởi mở với mọi người. Đó, như vậy là nếu mà các bạn muốn trao đổi, nói chuyện với người khác á, thì không nên ngồi á, mỗi người một góc bàn như vậy ha. Có thể ngồi đối diện, có thể ngồi gần nhau hoặc có thể ngồi cùng một phía. Nhưng mà cái vị trí mỗi người một góc bàn này là vị trí gọi là xa xa lắm nhất ha. Sẽ khiến cho mọi người xanh lá chúng ta, nghĩa là mọi người sẽ xa lánh chúng ta nhiều nhất. Đó không phải là điều bạn nói, đó là nơi bạn ngồi. Như là chúng tôi đã nói, bàn hình chữ nhật tạo ra mối quan hệ cạnh tranh hoặc phòng thủ, bởi mỗi người đều chiếm lĩnh một không gian bằng nhau. Đây, mở qua tiếp hình nữa. Đây là chiếc bàn hình chữ nhật. Mặt tiền bằng nhau và vị trí riêng. Điều này cho phép mỗi người giữ một quan điểm đối với chủ đề được đưa ra và quan sát nhau nhiều hơn từ phía bên kia của bàn. Bàn vuông dành cho những cuộc trò chuyện ngắn, đi thẳng vào vấn đề hoặc là xây dựng các mối quan hệ cấp trên hay cấp dưới. Phần lớn sự hợp tác có được xuất phát từ người ngồi cạnh bạn, và người ngồi bên phải có khuynh hướng hợp tác hơn là người ngồi bên trái.
Đó, như vậy đối với một cái bàn hình vuông như vậy thì cái người ngồi đối diện với mình á, ví dụ các bạn ngồi ở khúc trên này thì người ngồi khúc dưới sẽ là căng thẳng nhất đối với chúng ta, và thường cái người hợp tác á đồng ý với chúng ta sẽ là người ngồi hai bên. Đồng ý có nghĩa là cái cảm giác của họ sẽ đồng ý nhiều hơn thôi, chứ không phải là lúc nào cái người ngồi đối diện cũng sẽ khó chịu với bạn, không phải lúc nào cái người ngồi kế bên cũng sẽ dễ chịu với những gì bạn đưa ra ha. Nhưng mà đây là cái cảm giác mang tới khi mà chúng ta ngồi vị trí đó, chúng ta ngồi vị trí đối diện thì cảm giác nó sẽ căng thẳng nhiều hơn là chúng ta ngồi ở vị trí gọi là kế bên. Và khi mà ngồi vị trí kế bên á thì ngồi bên phải á thì có khuynh hướng, bên phải của chúng ta nha, có khuynh hướng là hợp tác hơn là người ngồi ở bên trái. Xét về quan điểm lịch sử thì ít có khả năng người ngồi bên phải sẽ tấn công bạn bằng tay trái. Vì vậy, người ngồi bên phải được tin tưởng hơn, và theo tiềm thức, người ta tin rằng người ngồi bên phải có nhiều quyền lực hơn là người ngồi bên trái. Phần lớn những công kích đến từ phía người ngồi đối diện ở vị trí tấn công. Khi mà hai người cùng ngồi vào bàn thì mỗi người đều có người đối diện. Đó. Cái này mình muốn mở rộng ra thêm là ví dụ như đây là một cái bàn chữ nhật kéo dài ra ha, kéo dài ra thì các bạn thấy giống như là trong những cái bộ phim mà mafia á, thì cái ông sếp sòng thường là ngồi ở đầu bàn, xong rồi ở cánh tay mặt là ngồi gần nhất, mà ở cánh tay mặt sẽ là đàn em thân tín nhất ha, cánh tay trái sẽ là đàn em thân tín nhưng mà kém hơn đó, rồi càng xa về sau sẽ là những người kém, càng kém quan trọng hơn ha. Đó, các bạn có để ý như vậy không? Thường thường coi mấy phim mà mafia á thì nó sẽ như vậy, tại vì đó là cái cách sắp xếp, đó sẽ khiến cho cái cuộc nói chuyện nó đi theo cái chiều hướng đó ha. Người ngồi tin tưởng nhất sẽ là người ngồi ở ở gần chúng ta nhất và ở phía bên tay mặt ha, đó là cánh tay phải, cánh tay trái này nọ. Ok, khái niệm bàn tròn của vua Arthur. Vua Arthur dùng bàn tròn để phân chia quyền lực và địa vị ngang nhau cho mỗi hiệp sĩ của mình. Đây là hiệp sĩ bàn tròn nè. Bàn tròn tạo không khí thoải mái và thân thiện. Nó là cách sắp xếp lý tưởng để thúc đẩy cuộc thảo luận giữa những người có cùng địa vị, vì mỗi người đều có phần lãnh địa bằng nhau ở trên bàn. Bản thân vòng tròn đã trở thành biểu tượng về sự đoàn kết và sức mạnh trên khắp thế giới. Do đó, việc ngồi bàn tròn cũng có tác dụng tương tự. Tiếc thay, vua Arthur đã không biết rằng nếu trong nhóm có một người giữ địa vị cao hơn những người khác, thì vị trí ngồi này làm thay đổi hoàn toàn sự phân bố quyền lực ở trong nhóm. Vua nắm giữ quyền lực cao nhất, còn các hiệp sĩ ngồi ở hai bên vua thì được hiểu ngầm là có quyền lực cao thứ nhì. Người ngồi bên phải vua có quyền lực hơn là người ngồi bên trái. Sau đó, quyền lực của mỗi hiệp sĩ sẽ giảm dần khi mà họ ngồi càng ngày càng cách xa vị vua. Hiệp sĩ ngồi đối diện vua Arthur trên thực tế là ngồi ở vị trí cạnh tranh phòng thủ, có khả năng là người gây rắc rối nhất. 68% những người được khảo sát nhận thấy người ngồi đối diện họ tại bàn tròn hay tranh cãi hoặc là cạnh tranh nhất. 56% người được khảo sát cũng nói rằng vị trí ngồi đối diện có thể biểu thị thái độ không muốn bị quấy rầy hoặc là không quan tâm, ví dụ như là trong thư viện công cộng. 71 người nói rằng họ trò chuyện thân thiện hoặc là tỏ thái độ hợp tác khi ngồi ngay ở bên cạnh người khác. Ngày nay, nhiều nhà điều hành doanh nghiệp sử dụng bàn hình chữ nhật, hình vuông và bàn tròn. Bàn hình chữ nhật thường là bàn làm việc, được dùng cho hoạt động thương mại, các cuộc trò chuyện ngắn, khiển trách vân vân. Bàn tròn thường là bàn uống trà với ghế ngồi quay lại hoặc là ghế thấp hơn, được dùng để tạo không khí thoải mái, thân mật hoặc để thuyết phục. Cũng có thể nhìn thấy bàn tròn ở giữa gia đình đối xử bình đẳng hoặc là không độc đoán với con cái. Bàn vuông thường được sử dụng ở trong căng tin hoặc là quán cà phê thấy bàn vuông nhiều ha. Đó, ngay cả bàn tròn chúng ta cứ nghĩ là quyền lực được phân bố đều, nhưng mà thực ra cái người nào giống như là cái công ty này đang ngồi trên một bàn ăn thì cái người sếp được coi giống như là vị vua, đúng không? Thì những người thường á ngồi ở gần sếp là sẽ là vị trí nó thân mật hơn, còn những người càng ngồi về phía đối diện của sếp á, vị trí nó càng xa lắng và càng dễ gọi là căng thẳng nhất ha. Và nếu mà ngồi đó lâu dài thì có thể là những người này có khả năng gây rắc rối cao nhất. Thì cái này áp dụng khi nào? Khi mà giống như các bạn đi ăn tiệc, mà tiệc trong công ty thì ví dụ như là cái người sếp đang ngồi đây
Đó thì chúng ta tránh ngồi cái vị trí gọi là đối diện sếp ha, sếp nhìn mặt hoài thấy ghét ha. Nếu mà ok, nếu được á thì các bạn ngồi gần, nhưng mà nhiều người sẽ nghĩ là ngồi gần thì kiểu như này nó kiểu nó bỡ đít hay là nó kiểu kiểu thảo mai quá, thì chúng ta có thể ngồi gọi là một góc 90 độ ha, ngồi cách sếp một người hoặc cách sếp hai người gì đó đó, nhưng mà tránh cái vị trí là ngồi đối diện sếp ha. Đó thì nó sẽ đỡ căng thẳng hơn, sếp nhìn và chúng ta thấy đỡ thấy ghét hơn. Kiểu như vậy. Còn có nhiều cái ứng dụng khác thì tùy vào trường hợp mà các bạn sử dụng ha. Duy trì sự quan tâm với cả hai người. Giả sử bạn là người C. Ok, lại mở hình nữa. Ở đây vị trí ngồi khi bàn tròn ha. Giả sử bạn là người C, sắp nói chuyện với người A và người B. Mọi người ngồi ở ba góc tại một bàn tròn. Giả sử người A nói nhiều và đặt rất nhiều câu hỏi, còn người B thì vẫn im lặng. Khi người A hỏi bạn thì làm thế nào để bạn có thể trả lời anh ta và tiếp tục cuộc trò chuyện mà không làm cho người B cảm thấy mình bị gạt ra ngoài? Hãy sử dụng phương pháp kết nối đơn giản nhưng hiệu quả này. Khi mà người A đặt câu hỏi, hãy nhìn anh ta lúc bạn bắt đầu trả lời. Sau đó quay sang nhìn người B, rồi quay sang nhìn người A, rồi lại quay sang người B cho đến khi bạn nói câu sau cùng. Cuối cùng lại nhìn vào người A khi bạn kết thúc câu đó. Phương pháp này khiến cho người B cảm thấy anh ta được tham gia vào cuộc trò chuyện. Nó đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn cần người B đứng về phía bạn. Ok, như vậy trong cái trường hợp bàn tròn này, mỗi người một góc ha, cái phân bố lãnh địa ở trên cái bàn này là như nhau ha. Mỗi người là một góc 360 độ, mà chia cho 3 là 120 độ đúng không? Đó thì mỗi người giữ một cái góc bàn nó ngang bằng quyền lực với nhau. Thì như vậy để giữ sự quan tâm của cả hai khi mà trả lời câu hỏi thì các bạn hỏi người nào nhìn người đó ha, và giữ cái thời gian nhìn hai người như nhau để tránh sự phân biệt. Ok, vẫn còn hình nữa. Bàn họp hình chữ nhật. Hầu như tất cả các nền văn hóa, vị trí A ở bàn họp hình chữ nhật luôn là vị trí có sức ảnh hưởng nhất, cho dù tất cả mọi người ngồi tại bàn đó có cùng địa vị. Trong một cuộc họp gồm những người có cùng địa vị, người ngồi ở vị trí A sẽ có ảnh hưởng lớn nhất nếu lưng anh ta không hướng ra cửa. Nếu mà người A ngồi quay lưng ra cửa thì người ngồi ở vị trí B là người có ảnh hưởng nhiều nhất và là đối thủ nặng ký đối với người A. Strobeck và Hooke đã tiến hành một thảo luận thử nghiệm mang tính đánh giá cho thấy rằng người ngồi ở vị trí đầu bàn thường được chọn là người lãnh đạo, đặc biệt nếu người đó có tiềm lực kinh tế. Xét về trường hợp người A ngồi ở vị trí quyền lực nhất thì người có quyền thứ nhì là người B, rồi đến người D, sau đó là người C. A và B được cho là vị trí thiên về công việc, trong khi vị trí D được dành cho một thủ lĩnh tinh thần, thường là phụ nữ, người luôn quan tâm đến các mối quan hệ trong nhóm và khích lệ mọi người tham gia vào cuộc thảo luận. Với thông tin này, bạn có thể đặt bảng tên lên chỗ ngồi, cho biết bạn muốn từng người ngồi ở đâu và giúp bạn phần nào kiểm soát những cái gì đang diễn ra ở trong cuộc họp nha. Đó. Thì ở trên cái bàn này, nếu như cái góc bên trái này là cái bức tường ha, và cái phía mà bên người B này là cái cửa ra vào, thì cái người A ngồi ở đầu bàn sẽ là người có quyền lực cao nhất ở trong cái bàn này. Còn cái người B ngồi hướng ra cửa thì sẽ có cái quyền lực cao thứ nhì. Đó, sau đó những người ngồi gần cái người A thì sẽ có quyền lực theo thứ tự ha. Người C là cao hơn người E ha, người người D là chính giữa. Thường người D sẽ là một cái người thủ lĩnh tinh thần, đó là người gọi là khiến cho cuộc trò chuyện trở nên êm ái á. Lỡ đâu mà ông nào mà căng thẳng quá thì người D sẽ là người đứng ra và hóa giải cái sự căng thẳng của cái buổi nói chuyện đó. Đó, thì để hiểu như vậy để chúng ta có thể sắp xếp các vị trí ngồi sao cho phù hợp ha. Tự nhiên các bạn mời mọi người tới cuộc họp này mà tự nhiên các bạn cho cái người khách hàng quan trọng đó ngồi ở đâu đó D, C, E này, thì tự nhiên là họ bị mất cái uy quyền liền. Thì nếu như mà bạn muốn giữ cái thế cao hơn thì các bạn có thể ngồi ở vị trí đó, nhưng mà khi mà các bạn đi đàm phán mà tới cái cuộc họp này, các bạn thấy các bạn có thể được chọn vị trí ngồi ha, thì các bạn chọn vị trí ngồi sao cho cái thế của mình nó cao hơn, dễ đàm phán hơn.
Ok, như vậy cái quan trọng không phải là cái chúng ta nhớ cái vị trí ngồi, mà quan trọng là chúng ta nhớ được cái ý nghĩa của từng cái vị trí ngồi để tùy vào từng trường hợp ha, mà bạn chọn cái chỗ ngồi cho nó thích hợp. Chẳng hạn như là các bạn đi 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 ra mắt nhà vợ đi, ra mắt nhà vợ đi, đi gặp bố vợ tương lai đó. Đó mà tự nhiên các bạn vô bàn này ngồi, cái bạn bố vợ ngồi chỗ A, bạn nhảy vô bạn ngồi chỗ B, đó là tự nhiên hai người đối đầu nhau tạo cái không khí căng thẳng liền, là tự nhiên thấy là 60-70% là cái cuộc gặp gỡ này là kết cục không có viên mãn ha, không có tốt đẹp. Thì chúng ta có thể nhảy vào, à bố vợ ngồi chỗ A thì chúng ta có thể ngồi vị trí C nè, ở gần thân mật hơn, dễ nói chuyện hơn, à, sẽ dễ có được thiện cảm hơn. Hùng chia sẻ bàn vuông là chơi phỏm, tiến lên mặt trượt để sát phạt. Ok Hùng ơi, à ở Nhật mà đi ăn công ty ấy là ngồi bàn tròn, mà mọi vị trí trên bàn đã được quyết định sẵn rồi, mọi người thấy tên mình ở đâu là ngồi xuống đó thôi, chứ không được chọn chỗ ngồi ha. Kỹ hơn, kỹ hơn. Ở Việt Nam thì không có gắt tới như vậy. Việt Nam thì cái văn hóa mà ngồi ở trên bàn á thì thường là họ chỉ biết là ngồi ở đầu bàn và ở đầu bàn, cái kia gọi là ở cạnh bàn hả, ở mép bàn hả, cạnh bàn ha, một cạnh bàn hoặc là đầu bàn, thì thường là sếp thì ngồi ở đầu bàn hoặc là chủ buổi tiệc ở ngồi đầu bàn, còn không thì mọi người ngồi ở cạnh bàn, nhưng mà cũng ít ai để ý tới là cái quyền lực sẽ phân bố như thế nào nếu như mà chúng ta ngồi ở ở cạnh bàn ha. Thì qua cái phần này thì có thể là chúng ta hiểu hơn được cái ý nghĩa của từng cái vị trí ngồi. Tại sao học trò cưng của giáo viên ngồi ở bên trái? Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Oregon quả quyết rằng mọi người có thể giữ lại thông tin về những gì họ nhìn thấy ở trường thị giác bên phải nhiều gấp 3 lần những gì họ thấy ở bên trái. Nghiên cứu của họ gợi rằng bạn có một bên đứng tốt hơn khi bạn trình bày thông tin với người khác. Theo đó, bên tốt hơn này ở bên trái của bạn bởi bên mà nằm ở trong trường thị giác bên phải của người khác. À ok, như vậy là người mình muốn nói chuyện á, là đứng bên trái, thì đối với họ là mình. Ủa? Bên trái của bạn, bởi bên này nằm trong trường thị giác bên phải của người khác. Mình nghĩ nếu mà mình đứng cái người mà mình muốn nói chuyện á đứng bên trái của mình, đúng không, thì đối với họ là mình đứng bên trái của họ mà. Tiến sĩ John Kestner thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario đã quan sát các giáo viên và ghi nhận nơi họ nhìn đi cứ mỗi 30 giây trong 15 phút. Ông phát hiện rằng các giáo viên hầu như bỏ lơ học sinh ở phía bên phải của họ. Các cuộc nghiên cứu này cho thấy các giáo viên nhìn thẳng về phía trước 44% thời gian, nhìn sang bên trái 39% thời gian, còn bên phải chỉ có 17% thời gian. Ông cũng phát hiện rằng học sinh ngồi bên trái viết chính tả giỏi hơn và ít bị gọi phát biểu hơn là những học sinh ngồi bên phải. Nghiên cứu còn cho thấy khi mà nhân viên bán hàng ngồi phía bên trái khách hàng thì có nhiều giao kèo mua bán được thực hiện hơn là khi họ ngồi ở bên phải của khách hàng. Vì vậy, khi bạn cho con đi học, hãy dạy chúng ngồi bên trái của giáo viên. Còn khi chúng trưởng thành và tham dự các cuộc họp, hãy bảo chúng cố ngồi bên phải của sếp để được cảm nhận là có quyền lực hơn. Không biết đúng không các bạn, nhưng mà hình như cũng có lý á. Mình nhớ là hồi cấp 2 thì thường là mấy đứa mà ngồi, thường thường bạn giáo viên là ở một góc góc của góc trái của cái lớp học đúng không, thì thường mấy đứa ngồi bên phải là mấy đứa gọi là nhất nhì lớp ngồi bên phải ha, còn mấy đứa gọi là học sinh cá biệt thì sẽ ngồi đầu bàn phía bên trái đối diện với cô giáo để cô giáo gọi là nhìn nhìn cho dễ ha, còn mấy đứa học học giỏi giỏi á thì có thể là ngồi đầu bàn ở phía bên tay phải hoặc là ngồi đâu đó random ha. Chà, như vậy sự phân bố chỗ ngồi trong trong lớp học cũng có cái ý nghĩa của cái việc ngồi ở đâu này cũng rất là hay ha. Quyền lực trong gia đình.
Giả sử phòng ăn của một gia đình có một cái bàn và kiểu dáng bàn đã được lựa chọn thì hình dạng của nó có thể tiết lộ manh mối về việc phân bố quyền lực ở trong gia đình đó. Gia đình cởi mở thì chọn bàn tròn, gia đình khép kín thì chọn bàn vuông và kiểu gia đình thống trị thì chọn bàn hình chữ nhật. Lần tới khi tổ chức tiệc, bạn hãy thử thí nghiệm này. Sắp chỗ cho vị khách rụt rè và thầm lặng nhất chỗ ngồi ở đầu bàn, cách xa cửa ra vào, lưng quay vào tường, bạn sẽ rất kinh ngạc khi bạn nhận thấy rằng việc sắp xếp một vị trí ngồi ở vị trí quyền lực khuyến khích cho họ nói chuyện thường xuyên hơn và có nhiều quyền lực hơn. Điều này cũng khiến cho người khác chú ý đến họ hơn. Đó, như vậy, các bạn thử coi, thử đi chơi với một nhóm bạn thử coi. Cho nó ngồi đầu bàn mà ngồi ở vị trí gọi là hướng vô tường, không có gì đằng sau hết, gọi là phía sau không có cái rủi ro nào hết ha, gọi là một cái bức tường thì chúng ta cảm thấy an toàn, thì tự nhiên cái vị trí đó là vị trí có quyền nhất ở trong bàn, thì tự nhiên người đó bình thường rất là rụt rè ít nói, mà bây giờ được đặt vào vị trí ngồi quyền lực thì tự nhiên họ bắt buộc họ phải nói. Cách để khiến khán giả khóc. The Book of Leash, cuốn sách liệt kê đủ loại thông tin về hành vi của con người mỗi năm cho thấy phát biểu trước công chúng là một nỗi sợ số 1 của chúng ta, còn sợ chết thì xếp hạng thứ 7. Điều này có nghĩa là nếu bạn đến viếng lễ tang, bạn tha năm trong cổ quan còn hơn được đọc điếu văn phải không? Nếu bạn được yêu cầu nói chuyện với khán giả vào bất cứ lúc nào, điều quan trọng là phải hiểu được khán giả nhận và giữ lại thông tin bằng cách nào. Thứ nhất, đừng bao giờ biểu lộ sự lo lắng hoặc sợ hãi, vì làm như thế, khán giả sẽ xoay sang tìm kiếm ngôn ngữ cơ thể của bạn và chắc chắn họ sẽ tìm thấy những biểu hiện lo lắng. Họ sẽ không mảy may nghi ngờ bạn lo lắng trừ khi bạn nói cho họ biết. Thứ hai, hãy sử dụng các điệu bộ tự tin khi bạn nói. Cho dù bạn đang cảm thấy sợ hãi, hãy dùng các điệu bộ chắp tay hình tháp chuông, động tác để lộ và khép lòng bàn tay, thỉnh thoảng dùng điệu bộ ngón cái thò ra và không có khoanh tay. Tránh chỉ tay vào người nghe, khoanh tay sờ mặt hay là tì mạnh tay vào bục đặt micro. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những người ngồi ở hàng ghế phía trước biết được và giữ lại nhiều thông tin hơn những người còn lại. Một phần vì họ ham học hỏi hơn những người kia, nhưng mặt khác, họ tỏ ra quan tâm đến diễn giả để tránh bị gọi phát biểu. Những người ngồi ở khu vực giữa là lớp người kế tiếp, theo dõi chăm chú và đặt nhiều câu hỏi nhất, vì đây được xem là khu vực an toàn, được bao quanh bởi nhiều người khác. Những người ngồi ở khu vực hai bên và phía sau ít chú ý và ít nhiệt tình nhất. Khi bạn đứng phía bên trái của khán giả, nghĩa là phía trên bên phải của sân khấu, thông tin của bạn sẽ tác động mạnh hơn đến bán cầu não phải, là phía dễ phát sinh cảm xúc ở hầu hết mọi người. Tương tự, đứng phía bên phải của khán giả, tức là phía bên trái sân khấu, tác động đến bán cầu não trái của khán giả. Đây là lý do tại sao khi bạn đứng phía bên trái sân khấu và pha trò thì khán giả sẽ cười nhiều hơn và lâu hơn. Còn nếu đứng ở bên phải của sân khấu thì các lời kêu gọi và những câu chuyện cảm động của bạn sẽ được khán giả đón nhận tốt hơn. Điều này đã được các diễn giả hài kịch nhận biết từ nhiều thập kỷ qua, làm cho khán giả cười khi mà đứng phía bên trái sân khấu và làm cho khán giả khóc khi mà đứng ở phía bên phải sân khấu. Cái này nghệ thuật biểu diễn các bạn nha, cái này mới biết luôn. Như vậy là nếu mà các bạn đứng ở phía bên trái của sân khấu thì đối với khán giả là đứng ở phía bên phải, đúng không? Thì nó sẽ khiến cho khán giả cười, dễ cười và cười lâu hơn, nhiều hơn. Còn nếu mà muốn khán giả khóc á, thì đứng ở phía bên phải sân khấu, có nghĩa là bên trái của khán giả. Ok. Đúng rồi, bên trái của sân khấu thì khán giả cười nhiều hơn, còn bên phải sân khấu thì khán giả sẽ đón nhận cái câu chuyện cảm động nhiều hơn ha. Vùng chú ý. Hi, chào Thiên Phú nha. Bằng cách sử dụng những thông số của các nhà nghiên cứu Robert Sommer, Adam và Beadle, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các khán giả để ước tính mức độ tham gia của họ trong buổi diễn thuyết căn cứ vào chỗ họ ngồi ở trong khán phòng. Đồng thời, chúng tôi còn kiểm tra liệu họ có thể nhớ được bao nhiêu nội dung diễn thuyết. Các kết quả của chúng tôi trùng với kết quả nghiên cứu gốc của Robert Sommer.
Mặc dù đối tượng khảo sát của chúng tôi đều là người lớn tuổi, còn những người tham gia cuộc nghiên cứu của Sommer là sinh viên, chúng tôi cũng phát hiện rất ít sự khác biệt giữa các nền văn hóa của Úc, Singapore, Nam Phi, Đức, Anh, Pháp hoặc Phần Lan về vấn đề này. Ở hầu hết các nơi, những người có địa vị cao ngồi ở hàng ghế đầu, đáng chú ý nhất là ở Nhật, họ tham gia ít nhất. Vì vậy, chúng tôi chỉ ghi nhận dữ liệu từ hầu hết khán giả có cùng địa vị. Kết quả này chúng tôi gọi là hiệu ứng hình phễu. Như bạn thấy, khi mà những người tham gia ngồi theo kiểu phòng học sẽ tạo một vùng tiếp thu có hình dạng giống như một cái phễu, với cuống phễu chạy dọc trung tâm khán phòng, còn miệng phễu là ở hàng đầu ghế. Những người ngồi trong phạm vi cái phễu tham gia nhiệt tình nhất, trao đổi ý kiến với diễn giả sôi nổi nhất và nhớ lại những gì được thảo luận nhiều nhất. Những người kém nhiệt tình nhất là những người ngồi ở phía sau hoặc là ở hai bên khán phòng. Họ có khuynh hướng tiêu cực hoặc là đối đầu hơn và nhớ lại ít nhất. Các vị trí ngồi ở phía sau cũng cho phép khán giả có nhiều cơ hội hơn để ngồi vẽ bậy, ngủ gục hoặc là chuồn đi. Đó, như vậy là những đứa nào trong lớp học mà ngồi ở đầu bàn thì sẽ chú ý nhiều nhất ha. Xong rồi tới ở cái dãy chính giữa, đó, gần bục giảng thì sẽ chú ý nhiều hơn. Còn mấy đứa mà ngồi ở càng về phía sau, ở hai cái góc của phòng học, thì khi mà cô giáo giảng bài thì gọi là sẽ ít chú ý nhất ha. Hai vị trí này là kiểu xa tầm mắt của cô giáo nhất, xa tầm mắt của cô giáo thầy giáo nhất ha. Và sẽ dễ gọi là làm chuyện riêng nè, vẽ vời lung tung nè, ít chú ý tới câu chuyện nhất. Thì đây là cái phễu mà gọi là thu hút sự chú ý nhiều nhất ở trong khán giả ha. Còn hai bên cái cánh gà này là hai bên gọi là ít chú ý đến cái diễn giả nhất. Đó, như vậy mốt đi học mà được lựa chỗ ngồi á, năm đầu tiên vô là lựa chỗ nào các bạn muốn gọi là được ăn chơi thoải mái, không phải học nhiều á, thì ngồi ở ngồi ở hai cái góc này, kiếm hai góc này mà càng về dãy cuối ha ngồi. Nhưng mà này cũng hên xui lắm, thường là đứa nào cao thì được ngồi ở dưới thôi, đứa nào lùn thì phải ngồi ở trên đó. Nhưng mà giống như chúng ta ham học, chúng ta có thể ngồi ở phần giữa của lớp học, cái dãy giữa, thì sẽ dễ chăm chú nghe giảng bài hơn. Còn mà mình thấy á, thường á bàn giáo viên là sẽ nằm ở phía trên mà góc bên trái này đúng không? Đó, thì đứa nào mà kiểu muốn trốn giáo viên nhiều nhất á thì canh cái góc này nè. Đó, góc này là thẳng hàng với giáo viên thì sẽ có rất nhiều người, gọi là rất nhiều đứa trên sẽ che cho mình. Mình ngồi dưới đây, mình nằm đây mình ngủ cũng được, hoặc là ngồi cái góc dưới bên phải bên đây. Đó, hai cái góc khuất tầm mắt nhất, khuất tầm mắt nhất để gọi là tránh giáo viên ha. Thì bây giờ nếu mà trường hợp nếu mình là giáo viên thì mình cũng sẽ biết được đứa lựa đứa nào ngồi ha. Rồi thường bàn giáo viên ngồi bên trái này thì gọi là đứa nào mà kiểu là quậy nhất, học dở nhất thì cứ bắt nó lên đây ngồi ở góc càng gần cái con mắt giáo viên càng tốt ha. Những đứa nào mà muốn cho nó học giỏi thì đây, ngồi ở góc phải này, gọi là cho nó vẫn tập trung vào cái bài giảng, nhưng mà cũng không cần quan tâm nó lắm tại vì nó ngoan hiền ha. Còn mấy đứa mà gọi là quậy nhất thì cứ cho vô trung tâm chỗ này. Đó, gọi là hết dám quậy luôn. Hết dám copy bài luôn ha. Tiếp tục, cuộc thử nghiệm về việc học tập. Chúng ta biết rằng những người học nhiệt tình nhất sẽ chọn ngồi gần phía trước nhất, còn những người ít quan tâm hơn sẽ ngồi ở phía sau hoặc ở hai bên. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu để xác định xem liệu hiệu ứng hình phễu là kết quả của việc khán giả chọn chỗ ngồi dựa vào sự quan tâm của họ về đề tài, hay chính chỗ ngồi chi phối sự tham gia và lưu giữ thông tin của họ. Bằng cách đặt những tấm thẻ ghi tên lên chỗ ngồi của các khán giả để họ không thể ngồi ở vị trí thường lệ, chúng tôi cố ý sắp xếp những người nhiệt tình ngồi ở hai bên và đằng sau, còn những người hay núp ở dãy phía sau và đổi lên dãy phía trước mặt. Chúng tôi nhận thấy chiến thuật này không những giúp các khán giả vốn thụ động hiện ngồi ở phía trước tham gia và nhớ được thông tin nhiều hơn, mà nó còn làm cho các khán giả vốn tích cực hay là hoạt động kém và nhớ được ít hơn khi bị chuyển chỗ ra phía sau. Điều này càng củng cố một phương pháp giáo dục là nếu bạn muốn bảo đảm rằng ai đó phải nhận được thông điệp thì hãy để họ ngồi ở dãy trước mặt.
Khi mà huấn luyện các nhóm nhỏ, một số diễn giả và huấn luyện viên khi đã bỏ kiểu sắp xếp chỗ ngồi dạng lớp học và thay bằng kiểu bố trí móng ngựa hoặc là quảng trường lộ thiên. Bằng chứng cho thấy là kiểu bố trí này khiến cho mọi người tham gia tích cực hơn và nhớ tốt hơn vì nó giúp gia tăng đáng kể tần suất tiếp xúc bằng mắt giữa tất cả các người tham dự và diễn giả. Đó. Thực sự á, thì có một cái sự bất công ở những cái trường học ha, trường học ở Việt Nam. Vì trường học Việt Nam thì nó, này không chỉ là Việt Nam nữa, mà thế giới thì ai cũng vậy. Nhưng mà kiểu như cái trường học mà các bạn học buổi sáng á, các bạn thấy thường là sắp xếp ghế kiểu này, thì có một cái sự bất công dành cho học sinh ha. Những đứa nào mà thường á, ngồi trên á, thì nó bắt buộc nó phải chú ý rồi. Nên nó kiểu nó nghe giảng tốt hơn, những đứa ngồi dưới thì thường lơ đễnh. Nhưng mà các bạn để ý khi mà các bạn học ở trung tâm, học ở tiếng Anh này nọ, những cái nơi mà đắt tiền á, thì họ không có sắp xếp bàn theo kiểu đó, không theo kiểu trước sau, mà họ sẽ sắp xếp bàn theo cái dãy phòng đó, để là tất cả học sinh đều có ở trong tầm mắt của giáo viên ha. Và nó có thể để ý tới cái giáo viên khi mà giáo viên giảng, có thể đứng đi vào giữa đứng đó, hoặc là nếu không đứng ở giữa thì ít ra nó còn cái tư thế, cái vị trí ngồi nó sẽ công bằng hơn cho các học sinh. Nó như là bàn tròn vậy các bạn. Thì cái lớp học bây giờ hình chữ nhật thì nó sẽ ngồi ở những cạnh những cái bức tường, chứ không phải là đứa ngồi trước, đứa ngồi sau. Thì mình không biết có phải là những cái trung tâm mà đắt tiền á, thì họ có ít học sinh nên họ có quyền sắp xếp bàn như vậy. Mà không biết là họ sắp xếp bàn như vậy là do họ vô tình hay cố ý đó, tạo ra cái sự gọi là như vậy thì giúp cho học sinh tập trung vào cái bài học dễ hơn ha. Phần tiếp theo, để có được quyết định trong bữa ăn tối, hãy nhớ lại những điều đã được đề cập về lãnh thổ của con người và việc sử dụng bàn vuông, bàn chữ nhật và bàn tròn. Chúng ta hãy xem xét các cơ chế tương tác giữa chúng trong bối cảnh một bữa tối với mục đích là đạt được sự chấp thuận đối với đề nghị mà bạn đưa ra. Nếu bạn định bàn việc làm ăn trong bữa tối, chiến lược khôn ngoan là hãy hoàn tất mọi thỏa thuận trước khi mà thức ăn được mang đến. Một khi mọi người bắt đầu dùng bữa thì cuộc trò chuyện có nguy cơ bị khựng lại. Không những vậy, rượu còn làm cho đầu óc mụn mị. Sau khi ăn xong, máu từ não được truyền xuống dạ dày để tiêu hóa thức ăn, khiến cho người ta khó suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy rằng một số quý ông vẫn muốn có cảm giác mụ mị này khi mà gặp phụ nữ trong cuộc hẹn hò, nhưng nó có thể là thảm họa khi mà thương thảo. Hãy trình bày những đề xuất của bạn khi tinh thần mọi người còn minh mẫn. Cách đây 100.000 năm, tổ tiên của loài người thường trở về nhà vào cuối ngày với con mồi săn được và cùng nhau chia phần trong cái hang chung. Họ đốt lửa ở ngoài cửa hang để sưởi ấm và xua đuổi dã thú, ngồi xoay lưng vào vách đá để tránh bị tấn công từ phía sau trong lúc mải mê dùng bữa. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy vào lúc này là tiếng gặm thức ăn ngồm ngoàm cùng với tiếng lửa reo tí tách. Quá trình chia thức ăn quanh đống lửa lộ thiên lúc trời chạng vạng tối vào thời xa xưa khởi đầu cho một hoạt động xã hội mà con người hiện đại tái diễn tại các bữa tiệc nướng ngoài trời, các chuyến dã ngoại hay là các buổi dạ tiệc. Trong những dịp này, con người hiện đại cũng có hành động và cư xử rất giống với cách mà tổ tiên của họ đã làm cách đây 100.000 năm. Bây giờ hãy trở lại với các bữa tiệc tối ở nhà hàng hay tại nhà riêng. Bạn sẽ dễ dàng có được những quyết định có lợi khi mà người kia thấy thoải mái và những rào cản phòng thủ của họ được hạ xuống. Để đạt được điều này, hãy nhớ lại cách tổ tiên ta đã làm và tuân theo vài nguyên tắc đơn giản sau đây. Thứ nhất là dù bạn ăn tối tại nhà hay là ở nhà hàng, hãy để khách mời ngồi quay lưng vào tường hoặc là vách ngăn vững chắc. Nghiên cứu cho thấy sự hô hấp, nhịp tim, tần số sóng não và huyết áp tăng nhanh khi mà người ta ngồi quay lưng ra sau phía không gian mở, đặc biệt là nơi có người qua lại. Sự căng thẳng càng tăng nếu mà lưng của người đó quay về phía cửa mở hoặc là cửa sổ thấp. Vị trí này chỉ thích hợp để mời ai đó ngồi khi bạn muốn làm họ mất bình tĩnh hoặc lo lắng. Kế đến, đèn nên lờ mờ và nhạc nền nên êm dịu để đầu óc được thư giãn. Nhiều nhà hàng nổi tiếng có lò sưởi lộ thiên hoặc một bức tranh hệt như là đống lửa ở gần lối vào nhằm tạo lại những tác dụng của đống lửa cháy tại các bữa tiệc trong hang động thời xưa. Tốt nhất là ngồi vào một cái bàn tròn và dựng một bức vách hoặc là một cái chậu cây xanh để ngăn cái tầm nhìn của khách mời với những người khác nếu bạn muốn người này ngồi lắng nghe.
Bằng việc sử dụng những chiêu làm cho thư giãn, các nhà hàng nổi tiếng đã thu về lợi nhuận lớn từ những món ăn bình thường. Đàn ông cũng sử dụng các phương pháp này từ hàng nghìn năm nay để tạo bầu không khí lãng mạn với người phụ nữ của họ. Chúng ta dễ dàng nhận được quyết định có lợi trong những tình huống này hơn là trong các nhà hàng đèn đuốc sáng choáng, bàn ghế đặt ở khu vực lộ thiên và tiếng bát dĩa, dao nĩa va đập vào nhau. Đó, như vậy cái khúc cuối này thì nhớ đơn giản là cái nào, cái vị trí ngồi nào mà quay vào tường ở phía sau này không phải là không gian mở mà nó là không gian kính, giúp cho chúng ta gọi là tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên hơn. Đó, thì thường bạn muốn mời một cái vị khách hoặc là giống như là mời một cái buổi hẹn hò á, thì cái người mà các bạn muốn tạo cảm giác thân mật, thoải mái cho họ ngồi ở vị trí gọi là ở phía trong ha, xoay mặt vào trong, trong tường á, thì họ sẽ thoải mái hơn là để họ xoay ra ngoài đường. Đó, ví dụ như các bạn đi ăn ở quán ở xá ngoài đường đi, thì cái vị trí các bạn vô ngồi, các bạn sẽ chọn cho cái bạn gái của các bạn hoặc người mà các bạn đang hẹn hò á, là ngồi quay mặt vào trong nhà và các bạn quay mặt ra ngoài cửa. Đó, như vậy thì cái người ngồi quay mặt vào trong nhà họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều để người quay ra cửa ha. Thì chúng ta là đàn ông mà chúng ta phải ga lăng chứ, phải nhường cái vị trí đó cho cái người mà chúng ta muốn gây thiện cảm, đúng không? Ok, tới chương cuối cùng của quyển sách này các bạn. Chương số 18 à, check comment cái rồi qua chương mới luôn. Hùng chia sẻ mình đi học C2, C3 vì người cao nên toàn bị bắt ngồi ở vùng 28%. Hèn chi học hành khi nào cũng lười. Rồi không bao giờ chắc bài mình cũng thế. Mình cũng là một người như vậy ha. Mình là từ hồi cấp 2 mình đã cao 1m7 rồi. Mình tự cấp 2 tới cấp 3 bị đẹp các bạn. Cấp 2 là gọi là cao nhanh hơn mọi người. Gọi là mình cao nhì lớp. Đó, lúc nào cũng phải ngồi cái bàn chót hết á. Thì ngồi bàn chót mà cánh xa tầm mắt của giáo viên, đâu có chịu học đâu. Nhưng mà lên cấp 3 thì chỉ cao thêm được 5cm thôi. Hiện tại là 1m75, không có cao nữa ha. Ok Hùng ơi. Hi, chào Bình Sơn, sách tên là Ngôn ngữ cơ thể nha. Tên ngắn là Ngôn ngữ cơ thể, tên dài là Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Mình có để trên tiêu đề nè, Ngôn ngữ cơ thể. Đó, và ở trên cái mục miêu tả của livestream này, mình có để tên sách luôn nha. Chương 18, cuộc phỏng vấn, trận đấu quyền lực và các thủ thuật tạo quyền lực ở cơ quan. Hi, chào Steven. Đúng rồi, nhanh ghê á. Cái sách này thấy dài quá trời mà đọc có 10 livestream là hết trơn rồi. Không phải tất cả các buổi phỏng vấn xin việc đều diễn ra như mong đợi, bởi vì các nghiên cứu cho thấy có sự liên hệ mạnh mẽ giữa việc người phỏng vấn có thích được phỏng vấn và khả năng họ được nhận vào làm công việc đó hay không. Rốt cuộc, phần lớn những thông tin thực tế trong bản sơ yếu lý lịch, các thông tin thực sự hữu ích thể hiện năng lực của ứng viên thì bị bỏ mặc. Những gì người ta còn nhớ là ấn tượng mà ứng viên đó để lại cho người phỏng vấn. Giáo sư Frank Bernieri thuộc trường đại học Toledo đã phân tích cách đối đáp của các ứng viên xin việc ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau trong những cuộc phỏng vấn dài 20 phút. Ông yêu cầu người phỏng vấn đánh giá từng ứng viên dựa vào các phẩm chất như là hoài bão, trí thông minh và năng lực. Sau đó, một nhóm những người quan sát được yêu cầu xem đoạn phim quay 15 giây đầu tiên của từng cuộc phỏng vấn. Kết quả cho thấy, ấn tượng ban đầu của họ trên băng hình gần như trùng khớp với ấn tượng của người phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng đầy thuyết phục chứng tỏ bạn chắc chắn không có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên và cách tiến đến gần. Bắt tay hay là ngôn ngữ cơ thể nói chung của bạn là các yếu tố rất quan trọng để quyết định kết quả. Đó, bạn thấy ghê chưa? Như vậy là cái cuộc phỏng vấn mà 20 phút á, thì chúng ta cứ nghĩ là họ phỏng vấn, họ nói này nọ, thì cái người mà ngồi phỏng vấn họ sẽ quyết định nhiều hơn dựa vào cái câu chuyện mà cái người đang được phỏng vấn cho họ. Nhưng mà thực tế thì thường không phải như vậy ha. Trong một cái nghiên cứu là cho một cái nhóm người chỉ cho coi 15 giây đầu tiên của buổi phỏng vấn thôi, và hầu như đa số họ đều đưa ra cái quyết định, cái đánh giá về người được phỏng vấn y chang như là cái người dành 20 phút để phỏng vấn cái buổi phỏng vấn đó ha. À, như vậy là cái ấn tượng ban đầu nó cực kỳ quan trọng luôn.
ấn tượng ban đầu trong 15 giây đầu tiên. Lý do tại sao James Bond trông có vẻ lãnh đạm, bình tĩnh và tự chủ. Các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học cho thấy có một mối quan hệ trực tiếp giữa địa vị, quyền lực hoặc uy tín của một người và khả năng vận dụng ngôn ngữ của họ. Người nào có địa vị xã hội càng cao thì họ càng có khả năng giao tiếp bằng từ và cụm từ tốt hơn. Những nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể cũng cho thấy có một mối tương quan giữa trình độ sử dụng văn nói và lượng điều bộ của một người nào đó khi họ diễn đạt ý. Người ở địa vị cao có thể sử dụng vốn từ của mình để diễn đạt điều muốn nói, trong khi người có địa vị thấp ít được giáo dục hơn, có trình độ chuyên môn kém hơn sẽ sử dụng điệu bộ nhiều hơn là lời nói để diễn tả ý. Vì vốn từ không phong phú nên anh ta dùng điệu bộ thay cho lời nói. Thông thường, người có địa vị càng cao thì càng ít khoa tay hay là cử động cơ thể. Điệp viên James Bond đã áp dụng tối đa những nguyên tắc này. Ta thấy anh ta sử dụng rất ít điệu bộ cơ thể, đặc biệt là khi bị căng thẳng. Khi bị kẻ thù đe dọa, xúc phạm hoặc là trúng đạn, anh ta đều khá bình thản và nói các câu ngắn, giọng đều đều. Người có địa vị cao thì thường hay lãnh đạm, nghĩa là họ để lộ cảm xúc của mình càng ít càng tốt. Các diễn viên như là Jim Carrey thì ngược lại, họ diễn xuất rất sinh động, nhấn mạnh việc thiếu quyền lực và thường đóng vai những người đàn ông không có địa vị, bị đe dọa. Đó. Như vậy là muốn trong càng chuyên nghiệp, càng gọi là quyền lực cao á, thì chúng ta càng gọi là bình tĩnh, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài ha. Nói chuyện thì cứ bình thường thôi, nói chuyện cứ đều, giọng rất là trầm, giọng rất là êm ha. Còn mà chúng ta muốn thể hiện là một người gọi là vui vẻ, vui tính, người gọi là hoa đồng, thì chúng ta cứ việc khu tay múi chân nhiều, rồi tạo nhiều cái sắc màu cho cái cuộc nói chuyện đó ha. Như vậy đóng vai ngầu rất đơn giản, bạn đóng vai ngầu cần rất ít cảm xúc ha. Chính bí quyết để tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt. Giả sử bạn sắp đi phỏng vấn và bạn muốn tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt, hãy nhớ là người khác hình thành 90% ý kiến về bạn trong 4 phút đầu tiên và 60-80% ấn tượng bạn tạo ra không có phụ thuộc vào lời nói. Sau đây là 9 bí quyết vàng để tạo ra ấn tượng tốt nhất trong một cuộc phỏng vấn. Thứ nhất, 9 bí quyết vàng nha. Bí quyết thứ nhất, tại khu vực tiếp khách. Cởi áo khoác ngoài và nếu có thể thì đưa nó cho người tiếp tân. Tránh bước vào văn phòng khi trên tay mang đầy những thứ không cần thiết vì nó có thể khiến bạn lóng ngóng và có vẻ không lịch thiệp. Tại sảnh tiếp khách, bạn hãy luôn đứng chứ đừng bao giờ ngồi. Các nhân viên tiếp tân cứ mời bạn ngồi bởi vì khi bạn ngồi, họ nhìn thấy bạn và họ không phải tiếp bạn nữa. Hãy đứng chắp tay ra sau lưng, tự tin, chậm chậm lắc lư thân người, tự tin và tự chủ, hoặc là sử dụng điều bộ chắp tay hình tháp chuông. Kiểu ngôn ngữ cơ thể này nhằm liên tục nhắc người khác nhớ rằng bạn vẫn chờ ở đó. Tuy nhiên, đừng bao giờ làm như thế tại phòng thuế. Thứ hai là cách bước vào. Cách bước vào ha. Cách bạn bước vào phòng cho người khác biết là bạn mong đợi được đối xử như thế nào. Khi mà nhân viên tiếp tân mời bạn vào, hãy đi vào mà không chút do dự. Đừng có chần chờ ở cửa ra vào, giống như là một cậu học sinh ngỗ nghịch đợi gặp thầy hiệu trưởng. Khi bạn tiến vào văn phòng của người nào, hãy bước đi với cùng một tốc độ. Những người thiếu tự tin hay thay đổi tốc độ và hơi chùng chân khi mà bước vào. Thứ ba là tiến lại gần. Cho dù người đó đang nói chuyện điện thoại, lục lọi ngăn kéo hoặc là buộc dây giày, hãy nhẹ nhàng tiến thẳng đến một cách tự tin. Đặt cặp hồ sơ, bìa kẹp hồ sơ hay bất kỳ thứ gì mà bạn đang cầm trên tay xuống, bắt tay người đó và ngồi xuống ngay. Hãy để người kia thấy bạn quen với việc bước vào văn phòng một cách tự tin và bạn không mong bị bắt chờ đợi. Những người đi chậm hoặc là sải bước dài cho thấy họ có nhiều thời gian, không quan tâm đến việc họ đang làm hoặc là không có việc gì để làm. Tư thế này chỉ thích hợp với những triệu phú về hưu và những người sống ở Florida và Queensland. Nó không phải là ý hay nếu bạn muốn thể hiện quyền lực, thẩm quyền hay là năng lực hoặc muốn chứng tỏ bạn là người bạn đời tương lai trẻ trung khỏe mạnh. Những người muốn gây ảnh hưởng đối với người khác và muốn được chú ý nên bước đi nhanh nhẹn với tốc độ trung bình và sải những bước dài vừa phải.
Các bạn đi ung dung mà thể hiện chúng ta gọi là không có gì đáng lo hết, chúng ta sải bước dài, sải bước chậm, từ từ đi, từ từ các bạn, trừ khi các bạn thể hiện cái phong thái gọi là ung dung thoải mái, không quan tâm sự đời rất là ấy. Còn nếu mà chúng ta muốn thể hiện cái phong thái trẻ trung khỏe mạnh thì chúng ta bước tốc độ trung bình ha, sải bước vừa phải. Rồi như vậy ba cái đầu tiên là cách thứ nhất là khi mà bước vào thì có cái gì áo khoác hay phụ kiện gì đó để đâu đó để được để đi, đừng có để những cái thứ không cần thiết ở trên tay thì nhìn rất là lóng ngóng, không có chuyên nghiệp. Thứ hai là bước vào, khi mà được mời bước vào chúng ta bước vào liền ha, và cách đi là chúng ta bước đều và sải bước dài vừa phải. Tư là bắt tay, giữ lòng bàn tay thẳng và siết tay bằng với lực nắm của người kia. Hãy để đối phương quyết định khi nào ngừng bắt tay. Hãy bước qua phía bên trái bàn chữ nhật để lòng bàn tay không bị hướng xuống lúc bắt tay. Đừng bao giờ bắt tay ngang qua mặt bàn. Hãy nhắc đến tên của người đó 2 lần trong 15 giây đầu tiên và mỗi lần không nên nói quá 30 giây. Này hay nè, này này mới biết nè. Bạn tới thì chúng ta nếu mà có cái bàn hình chữ nhật á, thì đứng ở phía bên trái ha. Nếu mà đối phương á, đang ngồi ở đằng sau bàn thì bạn đứng ở phía bên trái của bàn và không bao giờ gọi là bắt tay mà ngang mặt bàn. Tay ngang mặt bàn, mình không hiểu khúc này lắm. Nghĩa là mình bắt tay không không bao giờ bắt tay ngang mặt bàn thì không hiểu lắm. Bạn nào hiểu cái câu này thì bình luận phía dưới giúp mình nha. Và cái này rất là hay, cái này là đắc nhân tâm nè. Hãy nhắc tên của người đó 2 lần trong 15 giây đầu tiên. Nếu mà bạn nào có theo dõi mình đọc cái quyển đắc nhân tâm á, thì cái từ mà đẹp nhất đối với mọi con người ở trên mọi con người luôn là cái tên của họ ha. Đó, mọi người ai cũng thích được người khác nhớ tới cái tên của mình, nhắc tới cái tên của mình. Nên có cái cơ hội nào thì các bạn hãy nhắc tới cái tên người người đó ha. Chẳng hạn các bạn gặp một người tên là James, thì các bạn ai chào James, mình là Dũng, nó vân 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 vân. Rồi xong rồi trong 15 giây đầu tiên nhắc thêm một cái nữa là rất vui vì gặp James hôm nay ha. Đó. Và mỗi lần mà nói chuyện trong lần gặp đầu tiên á, đừng có vừa mới gặp cái các bạn nói hết, nói dông nói dài, nói từ lưa tá lả hết, không cho để cho người ta nói ha. Thì mỗi lần mà các bạn nói chuyện thì không nên quá 30 giây đó, để cho người khác có được nói vào cái câu chuyện đó ha. Ok, thứ năm là khi ngồi, nếu bạn buộc phải ngồi ghế thấp đối diện với người kia, hãy xoay ghế chết 45 độ so với họ để tránh vị trí bị khiển trách. Còn nếu không thể xoay ghế thì hãy xoay người. Này hơi khó nè, thật sự này hơi khó. Như là các bạn gọi là đi phỏng vấn mà tự nhiên người ta ngồi đó, mình ngồi đây, cái mình phải ngồi nghiêng để phỏng vấn nói chuyện với họ thì thấy hơi kỳ ha. Nếu mà không xoay ghế được thì xoay người thì mình cũng thấy hơi kỳ. Này chắc tùy trường hợp của các bạn chứ sao mà ngồi 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 xoay người vậy được, đúng không? Thì người ta đã ngồi bên đó bàn thì mình phải ngồi bên đây, mình phải ngồi đối diện chứ. Thứ sáu là khu vực ngồi. Nếu bạn được mời ngồi ở khu vực thân mật ở trong văn phòng của người đó, chẳng hạn như là tại bàn uống trà, thì đây là dấu hiệu tích cực. Bởi vì 95% lời từ chối được đưa ra khi mà người phỏng vấn ngồi phía sau bàn làm việc. Đừng bao giờ ngồi trên ghế sofa lún quá sâu đến nỗi trông bạn như là một cặp chân khổng lồ mang một cái đầu bé tí ở phía trên. Nếu cần, hãy ngồi thẳng ở mép ghế để bạn có thể kiểm soát ngôn ngữ cơ thể lẫn điệu bộ của mình và xoay người 45 độ so với người đó. Đó, nếu mà ngồi kiểu thân mật cái bàn ghế sofa á, thì chúng ta ngồi kế bên, giống như một người ngồi ở đây, thì thay vì ngồi ở đây kỳ quá, thì ngồi 45 độ so với người đó ha, hơi xoay vào người đó để cái buổi nói chuyện nó thân mật hơn. Và nếu mà cái ghế có một số cái ghế sofa á các bạn, ngồi cái nó lún xuống luôn làm cho các bạn bị ngã người như vậy nè, chân thì cao lên cũng như các bạn bị lún xuống, tạo cho các bạn cái tư thế người nó giống vậy nè đó, cái tư thế rất rất là thiếu tự tin, một cái tư thế gọi là giống như là bị rụt cổ, các bạn như rùa rụt cổ á, nó không hay. Nếu mà gặp những cái trường hợp đó thì mình ngồi ở ngoài mép ghế luôn để chúng ta có thể ngồi thẳng, ngồi bình thường ha, không có bị lún sâu đó. Thứ bảy là các điệu bộ của bạn. Những người bình tĩnh, tự chủ và kiểm soát được cảm xúc của mình thường sử dụng các động tác rõ ràng, đơn giản và thong thả. Người có địa vị cao ít sử dụng điệu bộ hơn người có địa vị thấp.
đây là một quy ước thương lượng có từ lâu đời. Những người có quyền lực không phải cử động nhiều. Người Đông Âu làm điệu bộ từ khuỷu tay trở xuống nhiều hơn người phương Tây. Còn người Nam Âu hay làm điệu bộ với toàn bộ cánh tay và vai. Hãy bắt chước các điệu bộ và biểu hiện của người kia vào cái thời điểm thích hợp. 8 là khoảng cách. Hãy tôn trọng không gian riêng của người đối diện. Vào những phút đầu của cuộc gặp gỡ, nhu cầu về không gian này thường lớn nhất. Nếu bạn tiến đến quá gần, người kia sẽ phản ứng bằng cách ngồi thụt vào trong, ngã ra sau hoặc là sử dụng các điệu bộ lặp đi lặp lại như là nhịp ngón tay. Thông thường, bạn có thể tiến đến gần người quen và lùi ra xa người mới gặp. Tuy nhiên, đàn ông thường tiến đến gần phụ nữ hơn. Ngược lại, phụ nữ lại hay lùi ra xa khi mà họ làm việc cùng đàn ông. Hãy làm việc ở khoảng cách gần với những người bằng tuổi và xa hơn với những người lớn hơn hoặc là nhỏ hơn nhiều tuổi. Vậy là chúng ta phải để ý tới cái khoảng cách nói chuyện ha. Chính là hành động đi ra. Nhẹ nhàng và thong thả gói ghém đồ đạc chứ đừng có hấp tấp. Hãy bắt tay nếu có thể và quay người bước đi. Nếu mà khi bạn bước vào mà cửa đóng thì khi bạn đi ra hãy khép cửa lại. Khi bạn bước ra, mọi người luôn quan sát bạn từ phía sau. Vì vậy, nếu bạn là đàn ông, hãy nhớ đánh bóng phần gót giày. Đây là chỗ mà nhiều người đàn ông không ngó ngàng gì đến, còn phụ nữ thì lại luôn để ý. Khi mà phụ nữ quyết định bước ra khỏi phòng, họ sẽ hướng bàn chân vào phía cửa ra và bắt đầu sửa lại quần áo và đầu tóc để tạo ấn tượng đẹp từ phía sau. Như đã đề cập ở các phần trước, máy quay bí mật cho thấy nếu bạn là phụ nữ, người khác sẽ quan sát phía sau lưng của bạn khi bạn bước ra cửa, mặc cho bạn thích hay không. Khi bạn đi đến cửa, hãy xoay người chậm chậm và mỉm cười. Tốt hơn là hãy để họ nhớ đến gương mặt mỉm cười của bạn thay vì những gì phía sau lưng của bạn. Cái này là nếu mà chúng ta là đàn ông mà đi phỏng vấn á, thì giày phải tươm tất từ phía sau ha. Tại vì chúng ta có cái ấn tượng ban đầu là chúng ta gặp, rồi cái ấn tượng sau cùng mà người ta nhớ tới mình là khi mình đi ra khỏi phòng. Thì ngay cả phía sau chúng ta ít để ý, nhưng mà nó cũng phải tươm tất ha. Nó ra khỏi phòng, thường thường là họ nhớ những cái nào mà diễn ra thời gian gần nhất, có nghĩa là ấn tượng cuối cùng, thì nó sẽ nằm là đầu tiên ở trong khi mà họ nhớ về bạn ha. Thì ở phía sau chúng ta cũng phải đẹp, cũng phải tương tất. Khi ai đó bắt bạn đợi, nếu ai đó bắt bạn đợi hơn 20 phút, điều đó cho thấy họ thấy hoặc là họ có đầu óc tổ chức kém, hoặc đây là hình thức của một trận đấu quyền lực. Bắt ai đó đợi nâng cao địa vị của người bắt đợi và làm giảm vị thế của người đợi. Điều này được thể hiện qua việc người ta xếp hàng đợi tại nhà hàng hoặc rạp chiếu phim vì cho rằng đợi chờ là điều đáng làm, chứ nếu không thì tại sao họ phải đợi chờ. Hãy luôn mang theo một quyển sách, một cái chiếc PDA. PDA là gì? Ở nay chắc không còn cái PDA này nữa. Máy tính xách tay hoặc là công việc văn phòng. Điều này cho thấy bạn bận rộn đến nỗi không thấy bất tiện vì phải đợi. Khi mà người bắt bạn đợi bước ra gặp bạn, hãy để họ mở lời trước. Khi đó bạn mới chậm chậm rời mắt khỏi việc đang làm dở, ngẩng đầu lên rồi chào hỏi họ. Sau đó nhẹ nhàng và thật tự tin thu dọn đồ đạc. Như vậy là ai bắt mình đợi á, thì bạn cứ làm, mang theo những cái đồ của bạn như cái laptop, mở ra và làm. Khi mà họ tới rồi thì cứ thông thả đóng lại ha. Nói là gọi là trong cái thời gian mà anh tới trễ, tôi cũng có cái việc của tôi không có trông chờ gì tới anh hết á. Đó, đóng lại thông thả xong rồi đứng dậy bắt tay nói chuyện bình thường, chứ không cần phải là thấy rồi thôi đóng lại, trời người VIP tới rồi. Đó là tự nhiên chúng ta hạ vị thế của mình xuống ha. Một chiến thuật hay khác khi bị bắt chờ đợi đó là lấy ra một số giấy tờ tài chính và cái máy tính rồi làm vài bài tính. Khi họ gọi bạn hãy nói, tôi sẽ xong ngay, tôi sắp làm xong những con tính này rồi. Hoặc bạn có thể gọi điện thoại di động. Cách này giúp bạn gửi đi một thông điệp cho thấy bạn là người bận rộn và không lấy làm ái ngại về khả năng tổ chức kém cỏi của họ. Còn nếu bạn nghi ngờ người kia đang chơi trò quyền lực trong cuộc gặp gỡ, hãy sắp xếp một cuộc gọi khẩn cấp gọi vào máy di động của bạn. Hãy nhận cuộc gọi đó, lớn tiếng đề cập những khoản tiền lớn, nhắc đến một hai cái tên nổi tiếng, bảo người gọi điện rằng bạn không bao giờ chấp nhận làm qua loa và họ phải báo cáo lại với bạn ngay khi có thể. Sau đó, hãy gác máy, xin lỗi về sự gián đoạn và tiếp tục như thể không có gì xảy ra. Này, Jamborn vẫn chơi trò này, nó sẽ có tác dụng với bạn đấy.
Nếu trong cuộc gặp gỡ, người kia nhận một cuộc điện thoại hoặc là có một người thứ ba bước vào và họ bắt đầu một cuộc trò chuyện có vẻ lâu, thì bạn hãy lấy sách hoặc là các công việc cần chuẩn bị ra nghiên cứu. Việc này mang lại cho họ sự riêng tư và chứng tỏ rằng bạn không lãng phí thời gian của mình. Trong trường hợp bạn cảm thấy người đó cố ý làm như vậy, hãy lấy điện thoại di động, gọi tiếp vài cuộc gọi quan trọng và bàn bạc về những công việc kinh doanh mà bạn đã thực hiện ở trước đó. Đó, như vậy là này là đặt trường hợp nếu mà ai bắt ta phải đợi ha. Và đó là một cái cuộc hẹn gặp mặt kinh doanh hoặc là ăn hoặc là cái cuộc hẹn hò. Hẹn hò bắt đợi thì hơi kỳ, nhưng mà ví dụ như có ai bắt chúng ta đợi, chúng ta cứ làm việc của mình thôi. Đó, rồi họ tới thì chúng ta cũng làm như bình thường thôi, chẳng có gì phải gọi là, tại vì họ là người bất lịch sự trước mà, thì mình có quyền chứ không phải tự nhiên họ bắt chúng ta đợi nửa tiếng đồng hồ. Như hẹn ra quán cà phê đi, một người mới quen đi, bắt chúng ta đợi nửa tiếng đồng hồ, cái là họ tới chúng ta phải đứng lên rồi làm tương tất, là bỏ những việc chúng ta đang làm dang dở ha. Thì không cần phải như vậy, tại vì họ là người bất lịch sự, họ bắt chúng ta đợi thì chúng ta cũng có quyền bắt họ đợi một chút. Đó nghĩa là họ tới rồi, mình có thể đang nghe điện thoại nói anh đợi chút tôi xong cuộc điện thoại này, hoặc là mình đang làm máy tính làm việc gì đó thì anh đợi chút tôi làm xong này đó, xong rồi bình thản cấp máy tính lại, đứng dậy bắt tay và tiếp tục cuộc nói chuyện ha. Còn nếu như người đó là sếp hay là người cấp cao các bạn thì chúng ta phải tỏ vẻ niềm nở chứ, ta muốn lấy lòng mà đó, thì chúng ta không cần làm như thế ha. Này tùy trường hợp mà các bạn áp dụng nha. Có nên làm bộ rồi sẽ thành quen? Phải chăng là nếu bạn tránh thực hiện các điệu bộ của tay, mặt và thường xuyên dùng những dấu hiệu mở thì bạn có thể nói dối không ngượng miệng và không bị phát hiện? À, chưa chắc. Bởi vì nếu bạn sử dụng các tư thế mở khi đang nói dối thì có khả năng lòng bàn tay của bạn sẽ đổ mồ hôi, hai má co giật và con ngươi thu lại. Những người nói dối tài tình nhất là những người có thể nhập vai và diễn như thể họ thực sự tin vào lời nói dối. Một diễn viên chuyên nghiệp có thể làm điều này tốt hơn bất kỳ ai thì đáng được nhận giải Oscar đấy. Mặc dù chúng tôi không khuyên bạn nên nói dối, nhưng có một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nếu bạn tập luyện các kỹ năng tích cực mà chúng tôi đã đề cập trong quyển sách này, chúng sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn và giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống của mình. Các nhà khoa học đã chứng minh quan điểm làm bộ rồi sẽ quen bằng cách thử nghiệm ở trên loài chim. Ở nhiều loài chim, con chim càng khỏe thì bộ lông của nó càng sậm màu. Những con chim có màu sậm hơn luôn giành được vị trí đầu tiên khi mà lấy thức ăn và tìm bạn tình. Các nhà nghiên cứu đã bắt một số con chim có lông màu sáng hơn, yếu hơn rồi nhuộm bộ lông của chúng sậm màu để những con chim này nói dối những con chim khác rằng chúng mạnh mẽ. Nhưng kết quả là những con chim nói dối vẫn bị những con chim mạnh thực sự tấn công bởi chúng đã để lộ ngôn ngữ cơ thể yếu kém, phục tùng. Ở cái cuộc kiểm tra kế tiếp, những con chim yếu hơn, cả con trống lẫn con mái, không những được nhuộm lông mà còn được tiêm hormone testosterone để làm chúng mạnh mẽ hơn. Lần này, những con chim nói dối đã thành công vì chúng bắt đầu bước đi một cách oai vệ và hành động bạo dạn hơn hẳn. Chúng hoàn toàn đánh lừa được những con chim mạnh mẽ thực sự. Điều này cho thấy bạn cần tạo ra cho mình vẻ ngoài đáng tin cậy trong buổi phỏng vấn và hãy suy nghĩ trước cách cư xử của bạn nếu muốn người khác coi trọng bạn. Check comment cái rồi mình tiếp tục nha. Ok Bình Sơn ơi. Hi, chào anh Thanh Hải. Ok, cảm ơn anh. Hi, chào Thanh Phong nha. Đúng rồi, mình là một trong các admin của Base. Hi, chào Minh Liz nha. Minh Liz hỏi buổi sau đọc quyển sách gì? Mình có 3 quyển sách và sau cái livestream này mình sẽ đăng ở trên group đọc sách và thảo luận á, nhóm đọc sách và thảo luận á, mình sẽ đăng lên và hỏi coi là mọi người bình chọn coi là sẽ chọn cái quyển gì để đọc cho livestream tiếp theo. Mình thấy quyển nào cũng hay hết, mình mình không biết đọc quyển nào. Gọi là không biết các bạn có tin vào cái gọi là cái chòm sao này nọ không, nhưng mà mình thấy cũng có một phần đúng là mình là thuộc chòm sao thiên bình, giống như các cán cân của bạn thì mình thường gọi là mình không biết nên chọn cái nào, chọn giữa A và B, C, D gì đó, lúc nào mình cũng đắn đo là không biết nên chọn cái nào ha, kiểu người thiếu quyết đoán á bạn đó. Nên ba cuốn sách giờ cũng chưa biết là nên chọn cái nào, thôi để cho mọi người chọn giùm mình. Hùng chia sẻ không bắt tay ngang mặt bàn, mình nghĩ là không ngoài người qua bàn để bắt tay kiểu khá xã giao,
Nếu được thì cất công vòng qua bàn để bắt tay, khiến đối phương cảm nhận mình có tâm. À, ok Hùng ơi, ok. Rất hay ha. Tiếp tục nha, 7 chiến thuật đơn giản để tạo thêm lợi thế. Nhất là đứng lên khi họp. Hãy đứng để đưa ra quyết định khi tiến hành tất cả các cuộc họp trong thời gian ngắn. Những cuộc nghiên cứu cho thấy các cuộc trò chuyện khi đứng ngắn hơn nhiều so với cuộc trò chuyện khi ngồi, và một người đứng khi mà điều khiển cuộc họp được cho là có địa vị cao hơn những người ngồi. Đứng dậy bất cứ lúc nào, có người bước vào phòng làm việc của bạn cũng là một phương pháp tuyệt vời để tiết kiệm thời gian. Vì vậy, đừng để ghế ngồi cho khách ở khu vực làm việc của riêng bạn nhé. Ra quyết định khi đứng thường nhanh chóng, đi thẳng vào vấn đề và hạn chế trường hợp người khác lãng phí thời gian của bạn bằng các câu hỏi huyên thuyên mang tính xã giao như gia đình của anh có khỏe không? Đứng lên khi họp hả? Mình thấy đứng lên khi họp thì nó có vẻ hơi bị căng thẳng quá. Chắc là người nào thuyết trình thì người đó đứng lên thôi, chứ mà cuộc họp thì thường là ngồi cho thoải mái để dễ họp chứ. Thứ hai là để các đối thủ ngồi quay lưng ra cửa. À, nếu mà là đối thủ nha thì chúng ta muốn họ quay lưng ra cửa để họ căng thẳng, họ khó chịu hơn. Còn nếu mà người mà chúng ta muốn lấy lòng á thì cho quay lưng vào tường. Như đã thảo luận, các cuộc nghiên cứu cho thấy khi lưng của chúng ta hướng về phía không gian mở thì chúng ta trở nên căng thẳng, huyết áp tăng, tim đập nhanh hơn, cường độ của sống não tăng lên và chúng ta thở gấp hơn vì cơ thể phải căng ra để sẵn sàng cho một cuộc tấn công từ phía sau. Đây là một vị trí tuyệt vời để sắp xếp cho đối thủ của bạn. Thứ ba là chụm các ngón tay lại với nhau. Bởi vì các bạn thấy vô một cái văn phòng của ai đó, không có một bất kỳ ai mà sắp xếp cái gọi là cái chỗ ngồi của họ là quay lưng ra cửa cả. Họ quay lưng vào tường hết, hoặc là phía sau nếu mà họ cái văn phòng kính á, họ quay lưng vào cái cửa kính ở đằng sau văn phòng ha. Tại vì ngồi đó là thoải mái nhất, có quyền lực nhất ở trong căn phòng. Còn những cái người mà ngồi quay lưng ra cửa thì sẽ kém quyền lực hơn. Thứ ba là chụm các ngón tay lại với nhau. Người nào hay chụm các ngón tay sát nhau và để bàn tay phía dưới cầm khi nói chuyện thường khiến cho người nghe chú ý nhiều nhất. Ngược lại, người xòe ngón tay ra hoặc là đặt bàn tay phía trên cầm bị coi là ít có quyền lực hơn. Đặt bàn tay phía trên cầm là để vậy nè, đó. Khi mà chúng ta gọi là chụm cái ngón tay lại để ở đây hả, thì nói là người ta chú ý nhất. Mình nghĩ để vậy thì nó tự nhiên hơn. Kiểu như là mình đang lắng nghe, mình đang suy nghĩ về cái gì mà họ đang nói ha. Họ thấy mình chú ý thì họ cũng sẽ gọi là chú ý đến mình hơn. Thứ tư là giữ khuỷu tay hướng ra. Khi bạn ngồi trên ghế, hãy giữ cho khuỷu tay hướng ra hoặc là tựa trên tay ghế. Những người phục tùng rụt rè thường khép khuỷu tay vào để tự vệ và họ bị cho là đang sợ hãi. Thứ năm là dùng những từ có sức mạnh. Một nghiên cứu tại trường Đại học California cho thấy những từ giàu sức thuyết phục nhất trong văn nói là các từ như là khám phá, đảm bảo, yêu thương, chứng minh, kết quả, tiết kiệm, dễ dàng, sức khỏe, tiền bạc, mới mẻ, an toàn và bạn, anh, chị. Hãy tận dụng những từ này. Những kết quả mới thu nhận được qua việc sử dụng những từ này sẽ giúp bạn có nhiều tình yêu hơn, sức khỏe tốt hơn và tiết kiệm tiền bạc. Mà những từ này lại rất an toàn và dễ sử dụng. Nãy mấy từ này mình đọc hơi nhanh, sorry, mình đọc lại nha. Những cái từ này là những từ mọi người thường cảm thấy hứng thú, thích thú với những từ này ha. Khám phá nè, đảm bảo nè, yêu thương nè, chứng minh, kết quả, tiết kiệm, dễ dàng, sức khỏe, tiền bạc, mới mẻ, an toàn và bạn, anh hoặc là chị. Đó. 6 là sách cặp hồ sơ mỏng. Cặp hồ sơ mỏng có khóa số thường được những nhân vật quan trọng mang bên mình, chứng tỏ họ chỉ quan tâm đến các chi tiết cốt yếu. Những người mang cặp hồ sơ to, cồng kềnh là người hay ôm việc và bị cho là có đầu óc kém tổ chức, khó bảo đảm hoàn thành công việc đúng hạn. Thứ bảy là quan sát nút áo khoác của người kia. Phân tích những cuộc đối đầu được ghi hình, chẳng hạn như giữa các tổ chức công đoàn và ban lãnh đạo công ty cho thấy tỷ lệ đạt được thỏa thuận cao hơn khi người ta không cài nút của áo khoác. Ngược lại, những người thường cài nút của áo vest, khoanh tay trước ngực hay có thái độ tiêu cực. Nếu ai đó đột nhiên cởi nút của áo vest của họ trong cuộc họp thì bạn có thể tin rằng họ đang trở nên cởi mở. Ok, như vậy tóm tắt lại. Trước khi mà tham dự một
buổi phỏng vấn hay là cuộc họp quan trọng, hãy ngồi yên lặng trong 5 phút, tưởng tượng bạn đang làm những việc trên và làm rất tốt. Khi mà đầu óc bạn hình dung ra các việc đó một cách rõ ràng thì bạn sẽ có thể thực hiện chúng và những người khác cũng sẽ phản ứng như vậy. Cái này nha, cái này không phải là chỉ có ngồi và tưởng tượng là mình sẽ làm cái gì. Tại vì thường á, chúng ta không có kinh nghiệm mà, thì thường chúng ta tưởng tượng ra nó ra chất quốc là nó không giống như những gì chúng ta tưởng tượng. Mà chúng ta nhớ lại những cái lý thuyết này khi mà cách để tạo gọi là cái thiện cảm khi mà lần đầu gặp mặt á, đó chúng ta nhớ lại những cái lý thuyết này chúng ta áp dụng vào, rồi từ từ chúng ta làm nó nhiều lần thì nó sẽ trở thành cái thói quen đó. Nhưng mà chúng ta nên nghĩ về trước cái cuộc gặp, chúng ta nghĩ coi là chúng ta nên làm những cái gì, nên nhớ lại coi là nên có những cái động tác gì, làm những cái gì thì người ta sẽ gọi là lấy được thiện cảm của người khác. Người ta sẽ để ý tới mình hơn, có thiện cảm với mình hơn. Giống như hẹn hò các bạn, các bạn cứ tưởng tượng như buổi hẹn hò đó, ngồi ở nhà mình tưởng tượng là trời, cuộc hẹn nó sẽ như thế này, như thế này, như thế này nè. Giống như là chúng ta sẽ được nắm tay, được húng này nọ, cuối cùng ra chất quốc là không gì giống gì hết. Giống như là mình sẽ hỏi người ta cái câu hỏi này, người ta sẽ đáp lại, rồi mình sẽ hỏi cái này, người ta sẽ đáp lại đó. Nhưng mà cuối cùng ra chất quốc không có gì vô gì hết đó, chúng ta toàn phải ứng biến thôi. Như vậy thì mình nghĩ cách tốt nhất ấy, chúng ta đừng có tưởng tượng ra là chúng ta sẽ làm cái gì, mà chúng ta hãy gọi là lục lại trí nhớ coi những cái kiến thức nào là chúng ta cần sử dụng đó. Chúng ta nhớ lại những kiến thức đó rồi chúng ta vào đó, thì gặp cái trường hợp nào chúng ta sẽ sử dụng cái trường hợp đó ha. Những thủ thuật tạo quyền lực tại cơ quan. Bạn đã bao giờ đến dự phỏng vấn xin việc và cảm thấy bị áp đảo hoặc là bất lực khi mà ngồi vào ghế dành cho khách mời chưa? Ở vị trí nào người phỏng vấn có vẻ to lớn và nổi trội hơn, còn bạn cảm thấy mình nhỏ bé và kém cỏi? Rất có thể người phỏng vấn đã khôn khéo sắp xếp đồ đạc trong văn phòng để nâng cao địa vị và quyền lực của họ, đồng thời hạ thấp địa vị và quyền lực của bạn. Một số chiến thuật dùng ghế và bố trí chỗ ngồi có thể làm được điều này. Có 3 yếu tố giúp nâng cao địa vị và quyền lực được cảm nhận khi mà dùng ghế: kích cỡ của ghế và vật trang trí trên nó, độ cao của ghế so với sàn và vị trí của ghế so với người kia. Thứ nhất là kích cỡ của ghế và các vật trang trí. Chiều cao của lưng ghế có tác dụng nâng cao hoặc là hạ thấp địa vị của một người nào đó. Lưng ghế càng cao thì người ngồi càng được cảm nhận là có càng nhiều quyền lực và địa vị. Lưng ngai vàng của nhà vua, nữ hoàng, đức giáo hoàng hay là lưng ghế của những người có địa vị có thể cao từ 2,5m trở lên, cho thấy địa vị của họ so với người khác. Giám đốc điều hành thường có ghế bằng da có lưng tựa cao, còn ghế của khách có lưng tựa thấp. Nữ hoàng hoặc là đức giáo hoàng có quyền lực đến đâu nếu họ luôn ngồi ở ghế đẩu nhỏ, loại dùng khi mà đánh đàn piano. Ghế xoay có nhiều quyền lực và địa vị hơn ghế cố định. Nó cho phép người sử dụng có thể tự do di chuyển khi họ bị căng thẳng. Ghế cố định khó di chuyển hoặc là không di chuyển được, nên người ngồi phải sử dụng các điệu bộ tiết lộ thái độ và cảm xúc của họ. Ghế có tay vịn, ghế có lưng ngã ra sau và ghế có bánh xe làm tăng thêm quyền lực cho người ngồi. Đó là về ghế ha. Thứ hai là chiều cao của ghế. Chương 16 có nói đến việc sử dụng chiều cao để làm gia tăng quyền lực. Tuy nhiên, cần lưu ý địa vị của bạn cũng có thể được nâng cao nếu mà ghế của bạn được chỉnh cao hơn ghế của người khác. Một số vị giám đốc quảng cáo nổi tiếng với việc ngồi trên những chiếc ghế có lưng tựa được điều chỉnh chiều cao tối đa, trong khi khách ngồi đối diện ở vị trí phòng thủ, ở trên ghế sofa hoặc là ghế thấp đến nỗi tầm mắt của họ ngang với mặt bàn của vị giám đốc. Như vậy ngồi càng cao hơn thì có vị thế càng cao hơn ha. Thứ ba là vị trí của ghế. Như đã đề cập ở chương nói về việc bố trí chỗ ngồi, phần lớn quyền lực của chủ sẽ tác động lên khách khi ghế của họ đặt đối diện ở vị trí cạnh tranh. Thủ thuật thường gặp là đặt ghế của khách vào trong khu vực xã giao hoặc là công cộng. Cách bàn làm việc của giám đốc càng xa càng tốt. Điều này càng làm giảm địa vị của khách nhiều hơn. Cách để chuyển đổi lãnh thổ trên bàn. Này mình mở cái hình scan ha. Thì một cái bàn này thường á, chúng ta ngồi ở hai góc thì cái bàn này sẽ chia lãnh thổ làm đôi, mỗi người một nửa. Thì như vậy làm thế nào chúng ta chiếm được cái lãnh thổ của người kia và nâng cao cái vị thế của mình?
Khi mà hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn, vô tình họ chia cái bàn ra thành hai lãnh thổ bằng nhau. Mỗi bên xác định nửa cái bàn là lãnh thổ riêng của mình và không cho người kia xâm phạm lãnh thổ đó. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn thấy khó mà ngồi được vào vị trí gốc để trình bày vấn đề. Giả sử bạn có một tập hồ sơ, cuốn sách, bản báo giá hoặc là hàng mẫu cần giới thiệu với người khác. Lúc này, người đó đang ngồi ở bàn hình chữ nhật và bạn muốn ngồi giới thiệu ở vị trí tốt nhất. Trước hết là hãy đặt món đồ đó lên bàn. Người đó hoặc sẽ cúi về phía trước nhìn nó và kéo nó về phía mình, hoặc sẽ đẩy trở lại lãnh thổ của bạn. Nếu người đó chỉ cúi về phía trước để nhìn mà không cầm nó lên thì bạn buộc phải trình bày ngay tại chỗ, bởi vì anh ta không muốn bạn ngồi ở cùng bên với anh ta. Trong trường hợp này, hãy xoay người 45 độ để trình bày vấn đề của bạn. Sorry, cái này scan nó bị thế nào, nó lạ lạ các bạn. À, nó bị mất một cái hình. Rồi, cái chỗ này bị mất một cái hình rồi. Thôi cho mọi người coi cái hình ở đây ha. Đó, là khi mà người ta chấp nhận cái lãnh thổ rồi đó thì mình có thể ngồi nghiêng người qua. Ngồi nghiêng người thì mình thấy nó hơi lạ lạ, dạng như người nào phỏng vấn thì tự nhiên mình ngồi nghiêng qua một bên, nghiêng qua một bên giống vậy thì nó hơi này, không biết có phải do yếu tố văn hóa không chứ mình thấy nó kỳ lắm. Còn nếu mà nhận được cái sự chấp nhận lãnh thổ rồi đó, họ cầm lên họ đọc như vậy á, đó giống như mình để tờ giấy qua, họ ngước thôi, họ coi, họ không chấp nhận, họ đẩy cái tờ giấy về phía mình đó, thì chúng ta có thể làm một cách mở rộng, gọi là khiến cho cuộc nói chuyện thoải mái hơn. Thay vì ngồi đối diện như vậy thì cái tư thế nó cạnh tranh quá, thì mình có thể ngồi xéo như vậy. Còn nếu mà họ bóc cái tờ giấy lên mà đọc cái tờ giấy của mình á, thì mình có thể là chạy qua cái phía bàn đứng kế bên họ rồi ngồi nói trong những cái thứ đang ghi trong tờ giấy đó, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện nó thân mật hơn ha. Tuy nhiên, trường hợp anh ta đẩy nó trở lại phía bạn thì bạn hãy ngồi yên tại chỗ, đừng bao giờ xâm phạm lãnh thổ của người kia, trừ khi người đó yêu cầu hoặc là biểu hiện cho thấy bạn được phép làm như thế. Nếu không, bạn sẽ đưa họ vào thế việt vị. Đó. Ok, như vậy là chúng ta ngồi trên cái bàn, thì cái bàn được chia làm hai phần lãnh thổ ha, hai người ngồi đối diện. Thì chúng ta có thể gọi là làm cái cách mà để chuyển đổi lãnh thổ trên bàn á, chúng ta có thể đưa cho họ một cái tờ giấy để trên bàn. Nếu mà họ chỉ ngước như vậy thôi đó, họ không tầm giấy lên đọc, có nghĩa là họ không có thoải mái với bạn lắm, thì chúng ta có thể gọi là ngồi nghiêng qua để coi chuột nói chuyện nó thoải mái hơn. Còn nếu như mà họ đẩy cái tờ giấy trả về phía bạn á, nghĩa là họ không có muốn gọi là không có muốn cái lãnh thổ bị xâm chiếm á, đó thì coi như chúng ta cứ ngồi đối diện bình thường thôi, nói chuyện với họ bình thường. Nếu như họ cầm tờ giấy lên đọc á, có nghĩa là họ chấp nhận cái việc lãnh thổ của họ có thể bị xâm phạm, thì các bạn có thể đi qua phía bên kia bàn, đứng kế bên họ và nói chuyện với họ luôn. Đó, tạo cái không gian cởi mở hơn. Hướng cơ thể khi ngồi. Hãy xem tình huống sau đây, bạn là cấp trên và chuẩn bị góp ý với một nhân viên cấp dưới làm việc không hiệu quả. Bạn thấy mình cần sử dụng những câu hỏi thẳng và đòi hỏi câu trả lời thẳng thắn, nhưng điều này có thể tạo ra áp lực cho cấp dưới. Đôi khi bạn cũng cần thể hiện sự cảm thông hay tán thành với suy nghĩ và hành động của họ. Bỏ qua các kỷ luật phỏng vấn và đặt câu hỏi cho những trường hợp này, hãy xem xét các điểm sau. Đây, tới cái phần scan nó bị hơi lỗi xíu. Hãy xem xét cái điểm sau. Thứ nhất là buổi góp ý đó sẽ diễn ra trong văn phòng của bạn. Thứ hai là nhân viên cấp dưới sẽ ngồi ở ghế có chân cố định nhưng không có tay vịn. Buộc anh ta phải sử dụng các tư thế và điều bộ của cơ thể. Chúng sẽ giúp bạn hiểu được thái độ của anh ta. Và thứ ba, bạn sẽ ngồi trên ghế xoay có tay vịn để không phải thể hiện một số điều bộ của mình và dễ dàng di chuyển. Bạn có thể sử dụng 3 vị trí góc chủ yếu, giống như là vị trí đứng hình tam giác. Việc ngồi ở góc 45 độ tạo không khí thân mật, thoải mái trong cuộc gặp gỡ và là vị trí mở đầu thích hợp cho buổi góp ý với nhân viên. Đó, như vậy, nếu mà các bạn cho nhân viên vào phòng á, thì các bạn có thể ngồi cái ghế có tay vịn như vậy, thoải mái hơn ha. Và ghế có thể đẩy lui tới được, gọi là ghế xoay á. Đó, có cái bánh lăn ở dưới á, có thể di chuyển thoải mái, gọi là cái ghế rất là thoải mái.
Và có thể là cái phần phía sau của ghế nó cao hơn để chúng ta tạo cảm giác có quyền lực hơn. Nhưng mà chúng ta không có dùng cái bàn để chia cách ra, tại vì nó sẽ rất là xa cách quá ha. Chúng ta vẫn dùng cái ghế mà cái ghế có quyền lực hơn. Còn cái người nhân viên á, thì có thể là cho ngồi một cái ghế không có có cái tay cầm đó, để cho họ lộ cái phần cơ thể nhiều hơn và có thể gọi là đọc được cái ngôn ngữ cơ thể của họ nhiều hơn. Như vậy là tạo cái không khí gọi là căng thẳng nhưng không quá căng thẳng, không quá áp lực cho cái người nhân viên đó. Đó, và có thể là ngồi ở một góc 45 độ. Từ vị trí này bạn có thể ngầm biểu lộ thái độ đồng tình với nhân viên cấp dưới bằng cách bắt chước động tác và điệu bộ của họ. Điều này cũng giống như trường hợp tư thế mở lúc đứng, cơ thể hướng vào một điểm thứ ba và tạo thành hình tam giác biểu thị sự đồng tình. Tương tự, khi bạn quay ghế chỉa cơ thể thẳng vào người nào đó, điều đó ngụ ý rằng bạn muốn có được câu trả lời thẳng thắn cho những câu hỏi trực tiếp của bạn. Đó, như vậy là đây là cái nói chuyện. Bên trái là cái người sếp ha, bên phải là người nhân viên. Thì đây là khi mà cuộc gặp gỡ mà các bạn muốn cho cái không khí nó thoải mái thì chúng ta ngồi một góc 45 độ ha. Còn nếu mà cái ngồi thẳng này mình scan nó không có vào hình này rồi. Này chắc hai hình nó bị lỗi, nó nhập lầm một á. Thì nếu mà các bạn muốn cái cảm giác nó căng thẳng hơn, giống như là đang chỉ trích cái nhân viên đó, đang nói là em làm dở này nọ, thì có thể là ngồi trực diện, ngồi hướng thẳng vào nhau ha, hai ghế ngồi hướng thẳng vào nhau. Còn mà khi hướng cơ thể cách người kia một góc 45 độ, cuộc phỏng vấn sẽ không còn áp lực. Đây là vị trí tuyệt vời để đặt những câu hỏi tế nhị, khuyến khích cho người kia trả lời câu hỏi của bạn cởi mở hơn mà không làm cho họ thấy căng thẳng. Đó, còn một cái vị trí thoải mái hơn nữa là hai người xoay ra hai hướng 45 độ ha. Mình thấy giữa cái tư thế xoay ra này với cái tư thế xoay 45 độ này, mình thấy cái này thoải mái hơn đúng không? Cái trên này thì là cái người người sếp á, xoay vào nhân viên, còn người nhân viên á, thì xoay ra ngoài 45 độ ha. Để tạo cho cái gọi là cái người sếp này cái tư thế gọi là thẳng trực diện đối với nhân viên hơn, gọi là còn cái nhân viên thì hơi xoay ra kiểu như là ít ít có đối đầu với cái người sếp này hơn á. Đó, còn cái hình thứ hai là hai người xoay thẳng mặt vào nhau, dành cho những cái trường hợp các bạn muốn tạo không khí là nghiêm túc. Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nha, không thân mật nha. Tôi chuẩn bị quở trách anh đó. Còn nếu như mà các bạn muốn cái này gọi là thoải mái lắm luôn á, thì gọi là hai người cùng xoay một cái góc 45 độ. Đó. Ok. Cách bố trí lại văn phòng. Này dành cho những bạn nào làm sếp nè. Có văn phòng riêng ha. Đọc đến phần của cuốn sách, có lẽ bạn đã nắm được cách bố trí văn phòng khi muốn tạo ảnh hưởng quyền lực, giành quyền kiểm soát hoặc là để tạo sự thoải mái và thân thiện. Sau đây là một ví dụ minh họa cho thấy cách bố trí lại văn phòng của một người nào đó có thể giúp giải quyết một số vấn đề về quan hệ giữa giám đốc và nhân viên. John làm việc tại một công ty tài chính lớn. Anh được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc và được cấp một văn phòng. Sau vài tháng nhậm chức, John nhận thấy các nhân viên khác không thích giao thiệp với mình. Mối quan hệ giữa anh và họ thường căng thẳng, đặc biệt khi họ ở trong văn phòng của anh ta. John khó bắt họ làm theo chỉ dẫn của mình, thậm chí anh còn nghe họ nói xấu sau lưng. Quan sát tình trạng khó xử của John, chúng tôi thấy khi các nhân viên ở trong văn phòng của anh thì việc giao tiếp trở nên tệ hại nhất. Vì mục đích của bài tập này, chúng tôi sẽ bỏ qua kỹ năng quản lý của John mà chỉ tập trung vào các khía cạnh phi ngôn từ của vấn đề. Sau đây là phần tóm tắt của những ghi nhận của chúng tôi về cách bố trí văn phòng của John. Đây, đây là một cái bố trí ban đầu của căn phòng của cái vị tân giám đốc này. Bạn để ý coi có những cái chỗ nào nó sai ha, nó khiến cho người đối diện gọi là cảm thấy khó chịu. Ở phía trên này là cái cửa sổ ha, ở cái bên cửa sổ này là tủ sách, đây là cái cửa ra vào chỗ này, đó cửa ra vào chỗ này, thì bàn làm việc lại đặt ở đây ha, cái của khách này là tấm ngăn bằng kính, vậy là cái này là cái tấm ngăn ra ngoài văn phòng nè, cái này là cái cửa vào văn phòng, đó các bạn để ý coi cách sắp xếp này nó sai như thế nào. Ghế của khách bị đặt ở vị trí cạnh tranh so với John. Đó, khách thì ngồi đối diện so với John, đối diện bàn làm việc.
Thứ hai là các bức tường trong văn phòng là những tấm ghép kiên cố, ngoại trừ cửa sổ hướng ra ngoài và một bức vách ngăn bằng kính trong suốt. John có thể quan sát toàn cảnh văn phòng từ tấm kính này và những nhân viên còn lại cũng thấy anh ta từ đây. Việc nhân viên có thể nhìn thấy John làm giảm địa vị của anh ta và làm tăng quyền lực cho bất kỳ nhân viên cấp dưới nào đang ngồi ở ghế khách. Bởi vì những nhân viên còn lại ngồi ngay sau ghế của khách và ở vào vị trí có địa vị kém hơn. Như vậy là ở đây là cái tấm gương nhìn ra toàn bộ văn phòng. Thì nó... bình thường nếu có tấm gương này thì nên dùng cái rèm kéo lại ha. Đừng có để gọi là nhân viên nhìn thấy mình. Cũng không nên để mình nhìn thấy nhân viên quá lâu. Nhìn nhau nhiều quá ghét nhau thêm. Thứ ba, bàn làm việc của John có phần trước chắc chắn. Che kính phần dưới cơ thể của anh ta khiến các nhân viên không quan sát được các điều bộ ở bên dưới để đánh giá thái độ của John. Thứ tư là ghế của khách được đặt ở vị trí xoay lưng ra cửa. Đó, ghế này xoay lưng ra cửa làm cho họ cảm thấy khó chịu. Thứ năm là John thường ngồi ở tư thế hình cái ná, chân gác lên tay ghế hoặc là thực hiện cả hai điều bộ trên khi có mặt nhân viên cấp dưới ở trong văn phòng. Thứ sáu là John ngồi ở trên ghế xoay có lưng tựa cao và có tay vịn. Ghế của khách có lưng tựa thấp, chân ghế cố định và không có tay vịn. Đó, như vậy là ông này sắp xếp cái ghế làm cho cái quyền lực của ông cao quá và khiến cho người khác cảm thấy khó chịu ha. Căn cứ theo quan điểm bố trí văn phòng mang tính thân thiện thì văn phòng của John là cả một rừng tai họa. Nó không có vẻ gì thân thiện đối với bất cứ ai ghé vào cả. Cách bố trí lại sau đây đã khắc phục được cái điều này. Như vậy đây là cách bố trí lại cái văn phòng này. Thì ở đây thay vì dùng cái bàn bàn scan bên này hơi lỗi ha, nó bị giãn ra các bạn. Thì ở trên này cũng y chang dưới đây ha. Ở phía trên này là cái cửa sổ nè, ở đây là cái cửa ra vào và ở đây là cái tấm kính nhìn ra toàn văn phòng ha. Thì như vậy ở chỗ này đặt một cái bàn tròn để cho mọi người nói chuyện thoải mái với nhau. Còn cái bàn này là bàn làm việc ha. Chỗ này là cái gì? Để đọc coi. Đặt bàn làm việc của John ngay sau tấm vách ngăn bằng kính để văn phòng trông có vẻ rộng ra và cho phép khách vào phòng nhìn thấy anh ta. Theo cách bài trí này, các vị khách bước vào sẽ gặp chính John chứ không phải là bàn làm việc của anh. Như vậy là cái bàn làm việc của anh đặt ngay cái phòng... ngay cái này gọi là cái gì, tấm ngăn bằng kính để khách bước vào thì sẽ thấy ngay là cái anh John ảnh đang ngồi ở đây. Thứ hai là ghế của khách, vị trí ngồi dễ bị tổn thương được đặt ở góc giúp việc giao tiếp trở nên kể mở hơn. Ngoài ra góc ngồi này phần nào đóng vai trò làm tấm lá chắn che chở cho những nhân viên cảm thấy bất an. Đó, như vậy là thứ nhất là vị trí ngồi, cái người mà khách vào á, họ đây là bàn làm việc của anh John nè. Người khách vào họ sẽ không ngồi đối diện với bàn làm việc ha, mà họ ngồi ở bên cạnh của anh thì sẽ cảm thấy dễ thoải mái hơn. Và ở phía sau chỗ họ ngồi sẽ là một cái bức tường giúp cho họ cảm thấy an toàn hơn, đỡ bị căng thẳng hơn ha. Và cái hướng họ ngồi cũng là hướng vào nhau, thoải mái hơn rất nhiều. Thứ ba là tấm vách ngăn bằng kính được phủ một lớp hóa chất cho phép John quan sát ra bên ngoài, nhưng người khác lại không nhìn thấy bên trong. Điều này làm tăng địa vị của John thông qua việc bảo vệ lãnh thổ của anh ta và tạo không khí riêng tư hơn ở bên trong văn phòng. Vậy tấm kính này không cho người ta nhìn vào trong ha, chỉ cho mình ngồi ra ngoài để mình quan sát coi nhân viên có làm việc không, mà ở ngoài thì không nhìn vào thấy bên trong. Thứ tư là một cái bàn tròn thấp và ba cái ghế xoay giống nhau được đặt ở cuối phòng, tạo không khí thân mật cho những cuộc gặp gỡ. Thêm một cái bàn tròn này để ví dụ như nhiều người vào gặp gỡ thì thoải mái. Thứ năm là ở cách bố trí ban đầu, phần không gian ở bên trên mặt bàn làm việc của John chia nửa khách, nhưng cách bố trí mới đã trả lại toàn bộ mặt bàn cho John. Thứ sáu là John tập ngồi ở những tư thế mở, khéo léo dùng điều bộ chắp tay hình tháp chuông và cố ý để lộ lòng bàn tay khi nói chuyện với người khác. Kết quả ra sao? Quan hệ giám đốc nhân viên đã cải thiện đáng kể. Một số nhân viên đã cảm thấy John dễ gần và cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với anh ta. Tất cả những việc cần làm để nâng cao vị thế, làm tăng quyền lực và sức ảnh hưởng đối với người khác là hãy để ý một chút đến ngôn ngữ phi lời nói trong văn phòng hoặc là ở nhà,
ở nhà bạn. Tiếc thay, đa số văn phòng của các nhà quản lý đều được bố trí như là văn phòng ban đầu của John, bởi chúng đều do các kiến trúc sư chứ không phải những người hiểu rõ mối quan hệ tương tác giữa con người thiết kế. Người ta ít khi xét đến các dấu hiệu phi ngôn ngữ mang tính tiêu cực mà những người khác cảm nhận. Hãy nghiên cứu cách bố trí nơi làm việc của bạn và sử dụng các thông tin ở trên để tạo ra những thay đổi tích cực cần thiết. Đó. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành quyển sách này rồi các bạn. Ta đã đến với chương cuối cùng quyển sách này. Như vậy là livestream sau chúng ta sẽ bắt đầu một quyển sách mới nha. Và chắc là tối nay luôn mình sẽ chụp hình ba quyển sách mình đăng lên để coi mọi người sẽ bình chọn coi là đọc quyển nào. Ai chào bạn Lý Đọc Hành nha. Quyển này không phải là của Greg William mà quyển này là của Alan và Barbara Peace. Alan và Barbara Peace, mình có để trên miêu tả của cái livestream này á, mình có để tên tác giả nè, nhà xuất bản nè. Hùng chia sẻ nhân viên bố đời thế, không hiểu lắm sao họ lại vẽ nhân viên như vậy. Ok Hùng ơi. Thôi chắc là hôm nay hơi trễ rồi. Trễ rồi. Mình lại thấy đói bụng quá hồi nãy. Nãy ăn ít quá. Đói bụng quá trời. Nãy giờ đọc đói quá trời các bạn. Bụng cồn cào luôn á. Nên là chắc là mình sẽ tạm dừng livestream tại đây nha. Hùng kêu làm poll luôn ngay bây giờ cho nóng. Làm poll ngay bây giờ thì mọi người không có đủ cái thời gian để gọi là research coi là quyển sách đó là cái gì, có hứng thú, mình có hứng thú không đó. Mình muốn tạo cái poll để mọi người tìm hiểu quyển sách đó một chút trước đã rồi mới quyết định là nên đọc quyển nào. Đúng không? Thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu vào lúc 7:30 tối, 7:30 tối nha. Chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật là thoải mái, thư giãn, vui vẻ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở Lý Đức Hành kêu toan rồi, em mua nhầm sách à? Chết rồi. Ủa body language này hình như có một bản thôi mà, sao mua nhầm sách được? Bó tay rồi bạn biết đồng hành ơi. Vậy là không biết luôn á. Chứ quyển đúng mà nổi tiếng nhất là của Alan và Barbara Peace ha. Mình thấy nổi tiếng nhất. Thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.